Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 99. Ở bốn phương trận các thế lực lớn, cả người cao mày. Diệp Thần cảnh giới mặc dù không cao, bất quá bản thân sức chiến đấu, tăng lên tốc độ chân thực quá nhanh. Lại cho Diệp Thần 10 năm thời gian, nói không chừng toàn bộ linh võ đại lục, đều phải ngửa mặt trông lên hắn. Các thế lực lớn hận không phải đem Diệp Thần giết liền sau mau, nhưng mà Hoàng Bách bọn họ nhưng dị thường hưng phấn. Chỉ cần Diệp Thần thực lực càng ngày càng mạnh, một ngày nào đó, linh võ đại lục võ giả, đều phải thần phục ở dưới chân của hắn. Còn như những thế lực này, tóm lại sẽ trở thành là Diệp Thần cục đá bị đạp, mà hắn chính là cái thời đại này nhân chứng. Ở tiếp theo, Diệp Thần giải quyết hết ba tên võ giả sau đó, xuất hiện một người tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên võ giả. Đối mặt tầng 6 trời, Diệp Thần mặc dù không cần phải cẩn thận, bất quá cũng có một ít phòng bị. Hơn nữa hắn nhất định phải bảo đảm, không lãng phí quá nhiều trong cơ thể năng lượng. Đây chính là một tràng trường kỳ kháng chiến, nhất định phải cầm mình thời khắc giữ ở đỉnh cấp. Diệp Thần, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Tên võ giả này đến từ Tây vực thế lực, và Diệp Thần đã có máu cừu hận. Diệp Thần cười không nói, một người tinh khiếu cảnh tầng 6 trời, hắn thật không có để ở trong lòng. Ở phía dưới các thế lực lớn võ giả, thấy một màn này, toát ra nét mặt hưng phấn. Dù là tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cường giả, không thể đánh chết, nhưng là chỉ cần tiêu hao hết Diệp Thần trong cơ thể năng lượng, đến lúc đó tiếp theo, hắn tự nhiên không sống nổi. Bọn họ ý tưởng rất tốt đẹp, đáng tiếc thực tế thì một cái tàn khốc đồ. Diệp Thần trong tay trôi lơ lửng ra mấy thanh kiếm, căn bản không có suy nghĩ vận dụng trong cơ thể năng lượng, chỉ vận dụng thần hồn lực. Chỉ cần thần hồn lực, không phải tiêu hao quá nhiều, liền không có gì đáng ngại. Tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên võ giả thấy một màn này, sắc mặt nhẹ biến đổi. Ngươi tại sao có thể sử dụng ngàn binh bạo? Ở trên lôi đài, chỉ phải sống là được, quản ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể sống được, chính là thật là thủ đoạn. Đây hoàn toàn liền là làm bừa. Ở phía dưới, các thế lực lớn thấy một màn này, hận không được một miệng lão máu phun ra. Sử dụng ngàn binh bạo mà nói, và ăn gian có cái gì khác biệt? Diệp Thần ý tưởng rất đơn giản, ta chính là quang minh chánh đại ra ngoài treo thì như thế nào? Không phục, ngươi nếu là có thể tu luyện ngàn binh bạo, vậy không thành vấn đề. Thời không chi binh và hợp đạo tiên khí, ở trong hư không phát ra ông ông tiếng vang, kinh khủng hơi thở ngay tức thì tràn ngập ra. Tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên võ giả, cả người sắc mặt đổi được dị thường khó khăn xem. Hắn không có tự tin có thể tiếp được một kích này, hai chân có một ít run rẩy, trong tay lợi kiếm cũng có một chút cầm không vững. Oanh! Ngàn binh bạo hơi thở, vào giờ khắc này, trong nháy mắt nổ. Nổ tia lửa, bay lượn khắp nơi, thanh âm niếc tai nhức óc, suýt nữa cầm võ giả màng nhĩ đều mặc phá. Bể chi thịt vụn, bay lượn khắp nơi, tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên võ giả, trong nháy mắt liền bị nổ tan thành mây khói. Chuyến này, hắn đã sớm vết thương chồng chất. Làm sao đối mặt cuồng bạo khí lưu? Ở trong hư không còn không có chiến đấu võ giả, sắc mặt âm trầm. Diệp Thần ngón này, cũng để cho bọn họ run sợ trong lòng, vốn là suy nghĩ trước mặt võ giả, có thể tiêu hao hắn, bất quá bây giờ nhìn lại, bọn họ tính toán rơi vào khoảng không. Đối mặt loại chuyện này, bọn họ tâm tình cũng có một ít ngột ngạt. Vốn là Diệp Thần thực lực cũng đã đáng sợ, bọn họ cũng không có tuyệt đối chắc chắn đánh chết. Tiếp theo, Diệp Thần liên tục chiến đấu, không biết chết đi nhiều ít võ giả, thiên địa khí vận và cửu trảo kim long hơi thở, tràn vào đến hắn trong đan điền. Diệp Thần hơi thở dần dần có chút yếu ớt, mặc dù có ngàn binh bạo nơi tay, bất quá đối phó võ giả, càng ngày càng nhiều. Thần hồn lực đã tiêu hao kém không nhiều, không thể sử dụng nữa ngàn binh bạo, tình huống kế tiếp đem sẽ càng thêm khó khăn. Hiện tại trong hư không còn dư lại ba tên cường giả, hai người tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên hòa một người tinh khiếu cảnh đỉnh cấp cường giả. Bốn phương trận bên trong các thế lực lớn, đã ảo tưởng đến Diệp Thần chết hình ảnh. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần hơi thở, rõ ràng có một ít yếu ớt. Hai người tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cũng đã đủ hắn chịu được, huống chi còn có một người tinh khiếu cảnh đỉnh cấp tồn tại. Đánh chết Diệp Thần, trên căn bản không có vấn đề quá lớn. Hoàng Bách thần sắc ngưng trọng,
hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt. Chỉ cần Diệp Thần có thể đánh bại ba người không chỉ có thể sống sót, vẫn có thể lấy được bảo vật. Tại chỗ võ giả, trên căn bản không có ai nghĩ đến Diệp Thần có thể đứng ở hiện tại, dù là có ngàn binh bạo, đã coi như là một cái kỳ tích. Tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên võ giả lên lôi đài, Diệp Thần ánh mắt ngưng trọng, trong tay nắm huyết ma kiếm và thú hủ kiếm. Ngươi tự sát đi. Tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả trực tiếp mở miệng, hắn không muốn lãng phí năng lượng ở Diệp Thần trên mình. Đối với hắn mà nói phía sau còn có hai cái cường giả, đối phó dị thường khó khăn. Nếu như Diệp Thần có thể tự sát mà nói, thì tốt nhất, không cần lãng phí trong cơ thể hắn năng lượng, có thể là phía sau làm chuẩn bị. Ngươi xứng sao? Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, khóe miệng hơi giơ lên, một món tà cười, cả người bóng người bỗng nhiên xông tới. Ở hắn xông tới trong nháy mắt, sau lưng sáu con đường lực, canh kim khí, ông ông tác hưởng. Thời gian pháp tắc, hàn băng quy luật, thời không quy luật, ba loại quy luật lưu động toàn thân. Máu thần hội tụ, bất hủ thần thể kim quang bộc phát ra, trong tay huyết ma kiếm, bỗng nhiên nâng lên. Hắn nhất định phải mau sớm giải quyết, không thể kéo dài. Bất hủ kiếm ý điên cuồng từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra, một kiếm hoa mi ánh sáng, vào giờ khắc này, bỗng nhiên bây giờ rơi xuống. Đang rơi xuống trong nháy mắt, tên kia tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên võ giả, trong tay lợi kiếm cầm chặt, sau đó ngay sau đó, một kiếm chém ra đi. Hai đạo cực hạn kiếm quang giao phong, phát ra ông ông tiếng vang, ngay tức thì nổ. Ở lúc nổ, Diệp Thần cả người thân ảnh quỷ mị, đi tới hắn bên người. Thú hủ kiếm, một kiếm đã đâm đi, kinh khủng kiếm ý tùy ý bay lượn. Phịch, 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 tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả không ngừng né tránh, nhưng mà Diệp Thần không theo không buông tha, điên cuồng đâm về phía hắn. Mỗi một súng rơi xuống, toàn bộ sông dài cũng xuất hiện một cái lỗ thủng. Ở trong hư không, đè nén hơi thở, không ngừng lan truyền, cho dù là ở bốn phương trận võ giả cũng có thể cảm thụ được. Mấy phút sau đó, tên kia tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả ngã ở trên lôi đài mặt, nhất thời bây giờ không có bất kỳ hơi thở. Phế vật, bốn phương trận phía dưới các thế lực lớn, tức giận mắng một tiếng, vốn là lấy là có thể chém chết Diệp Thần, ai biết lại bị Diệp Thần giết chết. Lần này căn bản không có bất kỳ thở dốc thời gian, hấp thu xong thiên địa khí vận sau này, ngoài ra một người võ giả thẳng tiếp nối. Hắn thần sắc ngưng trọng, nhìn Diệp Thần cũng không có bất kỳ thần sắc khinh miệt. Diệp Thần cau mày, mới vừa mới có thể thời gian ngắn đánh chết tên kia võ giả, cũng là bởi vì là đối phương khinh địch duyên cớ, nhưng là bây giờ nhìn lại, muốn dễ dàng đánh chết người này trước mặt, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Trong tay của người kia xuất hiện một chuôi cây quạt, tùy ý vung tay lên, cây quạt phát ra một loạt gió lớn. Vèo vèo vèo. Mỗi một lần hắn phất tay thời điểm, đều có một trận cuồng phong thổi qua, rất nhanh trên lôi đài mặt, xuất hiện một ít tất cả lớn nhỏ gió lốc. Kinh khủng sức gió, để cho Diệp Thần áo khoác vang dội. Diệp Thần thu hồi trong đó một cái thú hủ kiếm, trong tay xuất hiện một chuôi hàn súng. Chỉ bất quá cái này hàn súng hiển nhiên bị che đậy bề ngoài. Dẫu sao Chu Thiên Thần Ma Thương vẫn không thể bại lộ. Bất quá che đậy sau đó sử dụng, ngược lại là không như vậy nhiều vấn đề. Làm Diệp Thần xông ra một khắc kia, huyết ma kiếm và Chu Thiên Thần Ma Thương trực tiếp nâng lên. Một thương một kiếm, trực tiếp rơi xuống, tên kia tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên võ giả, căn bản không có muốn xuất thủ, ngược lại không ngừng né tránh. Ở hắn tránh né thời điểm, những cái kia tất cả lớn nhỏ gió lốc, hướng Diệp Thần di động. Những thứ này gió lốc tốc độ di động một chút đều không chậm, ngược lại sắp đến một cái trình độ cao nhất. Mỗi một lần Diệp Thần sắp đâm trúng hắn thời điểm, gió lốc đã hạ xuống, không biết làm sao chỉ có thể trước giải quyết hết gió lốc. Tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên võ giả, ý tưởng vô cùng đơn giản, chỉ phải đợi Diệp Thần trong cơ thể năng lượng tiêu hao hết. Đến lúc đó hắn ra tay một cái dĩ nhiên là nắm chắc tất thắng. Hắn ý tưởng, Diệp Thần như thế nào đoán không được, chỉ bất quá ở tinh khiếu cảnh võ giả thời điểm chạy trốn, một mực quơ múa trong tay cây quạt. Gió lốc căn bản đánh không xong, giải quyết hết một cái gió lốc sau này, nói không chừng sẽ toát ra hai cái tới. Những thứ này gió lốc dù là không công kích, cũng có thể cho Diệp Thần mang đến nhất định lực cản.
Cái này làm cho hắn có một ít nhức đầu, tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên võ giả, tốc độ nhanh vô cùng. Hắn muốn đuổi kịp mà nói, bản thân liền có một ít không dễ dàng, cộng thêm lên gió lốc lực cản, muốn đánh trúng tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên vũ người, càng thêm khó khăn. Diệp Thần dần dần mất đi kiên nhẫn, lại tiếp tục như vậy mà nói, hắn nói không chừng sẽ bị kéo chết, nhất định phải lấy lực phá lực, mới có đánh bại hắn có khả năng. Oanh! Ma khí xông ra, Diệp Thần đứng tại chỗ, kinh khủng à khí từ hắn trong thân thể và huyết ma kiếm bên trong nổ phát ra ngoài. Những thứ này ma khí trên không trung không ngừng ngưng tụ, tạo thành một cơn gió lốc. Gió gào thét thanh âm, không ngừng truyền tới, ở hắn tại chỗ, một cổ ma khí hình thành gió lốc, dần dần trở nên lớn. Giờ phút này Diệp Thần hai tròng mắt đã biến thành màu đỏ như máu, hoàn toàn tiến vào nhập ma trạng thái. Nếu không thể thời gian ngắn hao tổn nữa, Diệp Thần vậy không có cách nào hoàn toàn giải quyết hết những thứ này gió lốc, vậy thì tới một tràng gió tỉ thí. Tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả, nhướng mày một cái, không nghĩ tới, Diệp Thần lại và hắn như nhau. Không thể giải quyết gió lốc, vậy thì tới chiếm đoạt. Diệp Thần cũng muốn xem, là hắn cây quạt trong tay ngưng tụ thành gió lốc lợi hại, vẫn là hắn ma khí hình thành gió lốc mạnh mẽ. Màu đen gió lốc, không ngừng lay động, ở bốn phương trận phía dưới võ giả, từng cái chật vật ngăn cản. Hai cổ gió đã để cho bọn họ đều cần hao hết khí lực đi ngăn cản. Ma khí không ngừng chiếm đoạt gió lốc, hướng tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên võ giả bóng người, xông tới. Ở hắn xông tới nháy mắt, tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả, không lùi mà tiến tới, ngược lại trực tiếp xông vào ma khí ngưng tụ gió lốc bên trong. Làm hắn bóng người xông vào bên trong thời điểm, phát hiện đã nhập ma Diệp Thần. Diệp Thần một đôi màu máu trong mắt nhìn chằm chằm tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả, để cho tim hắn cũng hung hãn run rẩy. Nếu đã tới, cũng không cần đi. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, nâng lên trong tay huyết ma kiếm, không ngừng cua múa đi ra ngoài. Từng đạo thẳng hoành giao thoa kiếm khí, điên cuồng liều chết xung phong đi. Tên kia tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả. Bắt được trong tay cây quạt trực tiếp đón đỡ, cây quạt là hắn đón đỡ cư trú trong nháy mắt, hướng ngược lại vung tay lên. Vốn là công kích kiếm khí của hắn, lại hướng Diệp Thần bay ra ngoài. Diệp Thần cau mày, xem ra cái này cây quạt là một món bảo vật. Kiếm khí điên cuồng xông lại, Diệp Thần cầm ra Chu Thiên Thần Ma Thương để ngăn cản. Phịch, phịch, phịch. Một thương tiếp liền một thương đâm ra đi, mặc dù Diệp Thần tốc độ tay đủ mau. Nhưng mà kiếm khí chân thực quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ đánh chúng ở hắn trên thân thể mặt. Bên trong tình huống, bốn phương trận phía dưới võ giả đã không thấy rõ, chỉ có thể thấy hai đạo hư ảo bóng người. Diệp Thần cầm huyết ma kiếm, bỏ vào luân hồi mộ địa bên trong, cả người bóng người xông tới. Ở hắn đi tới tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên vũ người bên người trong nháy mắt, một thương bỗng nhiên rơi xuống. Kiếm khí đã đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Chỉ có thể sử dụng Chu Thiên Thần Ma Thương. Oanh! Một thương rơi xuống, truyền tới một tiếng nổ vang, gã cường giả kia tốc độ, cực nhanh. Né tránh đi ra trong nháy mắt, ngược lại một cái tát vỗ về phía Diệp Thần ngực. Phốc suy! Diệp Thần trong miệng một búng máu phun ra, cả người sắc mặt có một ít trắng bệch. Hắn phát hiện, vậy khôi giáp lựa chọn người quả nhiên chú trọng. Người này cũng có vượt cấp tác chiến năng lực. Tuyệt không phải thật đơn giản tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên. Ma khí tùy ý bay lượn, hai cái thân ảnh không ngừng giao phong, căn bản không có dừng lại qua. Một thương, một miếng, vung tay. Toái tinh. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, trên cánh tay mặt nổi gân xanh, trong cơ thể năng lượng, điên cuồng tràn vào đến Chu Thiên Thần Ma Thương bên trong. Lại tiếp tục chiến đấu tiếp, thua thiệt chỉ là mình, Diệp Thần chuẩn bị một thương tiêu diệt. Thành bại ở chỗ này một lần hành động. Ma khí ra chỉ ở Chu Thiên Thần Ma Thương phía trên, chớp mắt bây giờ liền rơi xuống. Tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả, trong tay cây quạt phung ra đi, ngay tức thì trở nên lớn, lồng bao hắn lại cả người thân thể. Oanh! Ma khí gió lốc biến mất không gặp, chỉ còn lại một đoàn hắc vụ, bên trong rốt cuộc tình huống gì, chỉ có thể lẳng lặng chờ. Lúc này, một đạo thân ảnh đứng lên. Diệp Thần chết. Tên kia tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả đứng lên trong nháy mắt, các thế lực lớn lấy là Diệp Thần đã lành lạnh,
trong nội tâm mừng rỡ như điên, hận không được ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng mà tiếng cười của bọn họ hơi ngừng, ở tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên sau lưng, đầu thương đã xuyên phá tim hắn. Diệp Thần mặc dù vết thương chồng chất, bất quá như cũ còn sống. Rút ra Chu Thiên Thần Ma Thương, tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả bóng người ngã trên mặt đất. Diệp Thần đứng ở trên lôi đài mặt, máu loãng theo hắn cánh tay, lưu trên mặt đất. Tí tách, tí tách, tí tách. Thời khắc này hắn, cứ việc thương thế nghiêm trọng, nhưng là đứng nguyên ở nơi đó, giống như ma thần vậy. Đảm nhiệm ai cũng không dám coi thường. Nửa bước tạo hóa thực lực, kiên trì đến hiện tại, còn ai dám nói gì? Chỉ thiếu chút nữa xa, là có thể hoàn toàn lấy được bảo vật. Chỉ bất quá bước này xa, ở rất nhiều võ giả trước mặt, đã là không thể nào. Diệp Thần cuối cùng vẫn là phải chết, cho người khác làm đồ cưới. Còn có một người tinh khiếu cảnh đỉnh cấp, Diệp Thần như vậy trọng thương, như thế nào chiến đấu tiếp? Bốn phương trận võ giả, trừ Hoàng Bách trở ra, không người có thể coi trọng Diệp Thần. Dù là thời kỳ toàn thịnh, Diệp Thần cũng không nhất định là tinh khiếu cảnh đỉnh cấp đối thủ, huống chi hiện tại đã người bị thương nặng. Bây giờ có thể đứng ở trên lôi đài mặt, cũng đã là một cái kỳ tích. Lôi võ tuyệt đối có thể giết chết Diệp Thần. Các phe thế lực võ giả, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, mặc dù gã cường giả kia không có giết chết Diệp Thần, bất quá đã để cho hắn người bị thương nặng, tiếp theo như thế nào vẫn là lôi võ đối thủ. Diệp Thần cũng không biết bọn họ ý nghĩ của những người này, dù là biết cũng sẽ không quan tâm. Thời khắc này hắn, chỉ có một thân chiến ý, dù là người bị thương nặng thì như thế nào. Chỉ cần chiến đến cuối cùng. Chu Thiên Thần Ma Thương chỉ lôi võ, giận dữ hét tới chiến. Thánh Long gia tộc cường giả, bản thân liền kết liễu tử thù, đã không cần nói nhiều. Nếu như Diệp Thần biết Diệp Lạc Nhi tung tích, sợ rằng cái này tức giận sẽ càng đáng sợ hơn. Thỏa mãn ngươi. Lôi võ cười lạnh một tiếng, đi tới trên lôi đài mặt, hắn một đôi mắt nhìn Diệp Thần, tràn đầy sát ý. Diệp Thần cầm ra máu ma kiếm, vào giờ khắc này, cả người trực tiếp xông tới. Làm hắn xông tới ngay tức thì, lôi võ đứng tại chỗ căn bản không có động, ở hắn xem ra, bị trọng thương Diệp Thần đã không cần để ý. Ở Diệp Thần xông tới trong nháy mắt, lôi võ một chưởng trực tiếp vỗ qua đi. Oanh! Một chưởng đi xuống, vô tận đợt khí phun trào, Diệp Thần cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phốc suy! Một búng máu từ Diệp Thần trong miệng phun ra. Giờ phút này Diệp Thần chật vật đứng lên, lau chùi hết khóe miệng bên trong máu loãng. Một cặp tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm lôi võ, hắn hiện tại bị thương trạng thái và tinh khiếu cảnh cường giả đỉnh phong giữa chênh lệch có chút quá lớn. Hai người bây giờ trước mắt trạng thái, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, hắn không nhất định sẽ chật vật như vậy. Ở bốn phương trận phía dưới các thế lực lớn võ giả, thấy một màn này, từng cái thần tình kích động, Diệp Thần rốt cuộc phải chết. Thấy người ta giữa chênh lệch không có, hôm nay ta nhất định phải từ từ ngược giết ngươi. Lôi võ nói ra những lời này, ở bốn phương trận phía dưới các thế lực lớn võ giả, vốn là có chút không vui. Chậm thì xanh biến, ai biết Diệp Thần bây giờ còn có không có chắc bài, vạn nhất có mà nói, như thế nào cho phải. Bất quá thấy Diệp Thần bị thương nặng hình dáng, suy nghĩ một chút muốn cũng được đi, bọn họ cũng muốn xem, Diệp Thần bị ngược hình dáng. Còn như Diệp Thần có thể chuyển bại thành thắng, bọn họ hoàn toàn không có ý nghĩ này. Hiện tại Diệp Thần trong cơ thể năng lượng đều đã không chống đỡ được bao lâu, huống chi cho dù là thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không nhất định là lôi võ đối thủ. Huyết ma kiếm nắm trong tay, Diệp Thần trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Từ luân hồi mộ địa bên trong, cầm ra một ít chữa thương đan dược, bỏ vào trong miệng. Hắn vốn định kích hoạt xích trần thần mạch, nhưng là nghĩ đến Phong Thanh Dương giao phó, vẫn là xóa bỏ. Càn khôn sát vực Thái Huyền Ư, hắn luôn cảm giác sau lưng có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình. Luân hồi huyết mạch và luân hồi huyền bia, vẫn tận lực không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy bại lộ. Bách bộ trục điện thi triển. Ở đi tới lôi võ bên người thời điểm. Chu Thiên Thần Ma Thương và huyết ma kiếm trực tiếp rơi xuống. Oanh! Một kiếm một thương, bỗng nhiên bây giờ rơi xuống. Lôi võ mặt không đổi sắc, cầm chặt quả đấm, tránh thoát huyết ma kiếm và Chu Thiên Thần Ma Thương, một đấm đuổi ra ngoài.
hắn bây giờ, có một ít hài hước, căn bản không có cầm Diệp Thần để ở trong lòng mặt. Xa luân chiến dưới, Diệp Thần đan điền linh lực sợ rằng cũng không có bao nhiêu, hơn nữa cả người thương thế, như thế nào chiến. Diệp Thần cả người ngực trực tiếp lõm đi xuống, một búng máu phún ra ngoài. Hắn bóng người lui về phía sau hai bước, suýt nữa ngã xuống, đối mặt mạnh như vậy thế lôi võ, muốn đánh bại nói, cũng không dễ dàng. Ngay tại lúc này, cả không tràn ra nồng nặc ma khí. Ma khí bọc hết thảy, che đậy tầm mắt mọi người. Diệp Thần nhìn thấy một màn này, ngay tức thì vui mừng. Ác ma mắt, mở. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, ở lôi đài phía trên, ma khí phun trào, một con màu đen nhánh trong mắt, bỗng nhiên xuất hiện. Mặc dù trong mắt đóng chặt trước, nhưng là bốn phương trận bất kỳ một người võ giả, cũng có thể cảm nhận được kinh khủng hơi thở. Hơi thở giống như thực chất tính, kinh khủng à khí không ngừng ngưng tụ. Lôi võ sắc mặt dần dần biến đổi, nhưng không có nói gì, trong tay cầm ra một chuôi lưỡi dao sắc bén. Phía trên đỉnh đầu của hắn, màu đen nhánh trong mắt, không biết lúc nào sẽ mở mắt ra. Huyết ma kiếm bên trong ma khí, không ngừng tràn vào đến trong tròng mắt, Diệp Thần sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Hắn tích xuất một giọt máu tươi. Máu tươi rơi vào trong hư không, hướng ác ma mắt đi. Làm hắn máu tươi tích lúc đi ra, cả người sắc mặt, hơn nữa trắng bệch. Trong mắt hắn đã dần dần đổi được hắc ám, Diệp Thần cắn đầu lưỡi. Chật vật để cho mình tỉnh hồn lại. Trên lôi đài phương trong mắt chậm rãi mở ra, màu đen ma khí ngưng tụ thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng mở rộng, một đạo màu đen trùm tia sáng, bỗng nhiên rơi xuống. Oanh! Vốn là kiên cố lôi đài, lại xuất hiện từng tia vết rách, làm trùm tia sáng rơi xuống một khắc kia. Tựa như cả thế giới chỉ còn lại hắc ám, không có một chút quang minh. Màu đen trùm tia sáng kéo dài một phút thời gian, mới dừng lại, rồi sau đó ma khí không ngừng tản đi. Diệp Thần một cặp tròng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước, hiện tại lôi võ là tình huống gì chính hắn cũng không biết. Đạp, đạp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiếng bước chân vang lên, Diệp Thần sắc mặt dần dần tối lại, lôi võ còn sống. Giờ phút này lôi võ bóng người xuất hiện ở Diệp Thần tầm mắt bên trong. Chỉ bất quá hiện tại hắn trạng thái cũng không phải là đặc biệt tốt. Trên người quần áo đã đổi được bể tan tành không chịu nổi, hắn cả người sắc mặt, còn có một tia trắng bệch. Trên cánh tay mặt hoàn chảy máu loãng, tóc rối bời, giống như từ trong khu dân nghèo mặt đi ra ăn mày. Tiểu tạp chủng, hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi chết. Lôi võ nổi giận gầm lên một tiếng, không nghĩ tới trọng thương Diệp Thần vẫn có thể cho hắn mang đến nhất định thương thế. Nếu như không phải là mới vừa rồi mình liều mạng ngăn cản, nói không chừng thật sẽ chết. Ở bốn phương trận phía dưới các thế lực lớn cường giả, thấy một màn này, trong nội tâm rốt cuộc yên lòng. Chỉ cần lôi võ không có chết liền tốt. Nếu như lôi võ chết, hắn nội tâm của nàng nhất định sẽ tan vỡ. Cái này cũng giết không chết Diệp Thần mà nói, sau này làm sao còn đánh chết. Diệp Thần từ cửu U Tu La hình dáng, biến thành loài người. Hắn đã không thể lại tiếp tục duy trì tiếp. Lôi võ quỷ mị giống vậy bóng người, bỗng nhiên bây giờ đi tới Diệp Thần bên người. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, Diệp Thần vẫn có thể thấy lôi võ quý tích, bất quá hiện tại hắn đã người bị thương nặng, cả người thân thể cũng sắp không nhịn được. Chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng đen vạch qua, ở lôi võ đi tới Diệp Thần thân thể bên cạnh thời điểm, một kiếm hướng Diệp Thần tim đã đâm đi. Cái này một kiếm hạ xuống. Dù là Diệp Thần không chết, vậy sẽ phải chịu trọng thương. Ở Diệp Thần trong nội tâm xuất hiện một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ, dựa vào bản năng, hắn hai tay bảo vệ tim. Đâm! Một kiếm trực tiếp xuyên thấu tay hắn cánh tay, không có vào đến ngực bên trong. Diệp Thần ngay tức thì lui về phía sau, và lôi võ kéo ra khoảng cách, ở kéo ra khoảng cách trong nháy mắt, hắn toàn bộ cánh tay chảy xuôi máu loãng. Ngực bên trong, lợi kiếm đâm đi vào độ sâu. Khoảng cách nơi buồng tim, chỉ còn lại 3 cm. Thật may Diệp Thần mới vừa rồi dùng tay mình cánh tay đón đỡ, nếu không khi đó cũng đã có thể muốn mạng hắn. Hoàng Bách một viên lòng đều xoắn, mới vừa rồi một màn kia, thiếu chút nữa để cho hắn lấy là, Diệp Thần đã tử vong. Giờ phút này Diệp Thần trạng thái, vô cùng không tốt,
lực một người đối kháng như thế nhiều càn khôn sát vực võ giả, hơn nữa cả người trên dưới đã biến thành một cái người máu. Huyết ma kiếm cắm ở trên lôi đài mặt, Diệp Thần hết sức duy trì thân thể không ngã xuống. Lôi võ có thể nhìn ra, Diệp Thần đã kiệt sức, căn bản không có năng lực phản kháng. Hắn cả người cười lớn một tiếng, Diệp Thần rốt cuộc phải chết ở trong tay mình, dù là trở lại Thánh Long gia tộc bên trong, cũng có thể thổi phồng. Diệp Thần một đôi mắt đã từ từ mơ hồ, dù là hiện tại để cho luân hồi mộ địa bên trong cường giả truyền năng lượng đều đã không làm được. Hắn thân thể hiện tại đã hoàn toàn không thể chịu đựng ở. Lôi võ chậm rãi đi tới Diệp Thần trước mặt, sau đó một đấm đi xuống. Phốc suy. Diệp Thần máu loãng phun ra, cả người bóng người lại cũng không khống chế được, trực tiếp ngã trên mặt đất. Làm lôi võ thấy một màn này, khóe miệng toát ra một tia cười nhạt. Bây giờ Diệp Thần, căn bản không có sức chiến đấu, hắn có thể tùy ý xoa nặn. Lợi kiếm nắm trong tay, chuẩn bị hướng Diệp Thần thân thể đâm vào đi. Hắn bây giờ, để tránh đêm dài lắm mộng, trực tiếp giải quyết hết Diệp Thần. Làm hắn lợi kiếm sắp đâm đi vào thời điểm, đột nhiên bây giờ truyền tới một tiếng long ngâm. Long ngâm vang khắp thiên địa, ở Diệp Thần trên thân thể mặt, xuất hiện một đầu cửu trảo kim long. Cửu trảo kim long bảo vệ Diệp Thần thân thể, hướng lôi võ phát ra một tiếng giống giận. Không chỉ có như vậy, cửu trảo kim long hơi thở, không ngừng trị liệu Diệp Thần thương thế bên trong cơ thể. Lôi võ thấy một màn này, cả người sắc mặt hoàn toàn biến hóa, lại là cửu trảo kim long hộ thể. Đừng nói là hắn, cho dù là bốn phương trận phía dưới võ giả, cũng không biết, rốt cuộc là trạng huống gì. Thật ra thì Diệp Thần mỗi một lần đánh chết võ giả thời điểm, long khí cũng sẽ lớn mạnh trong cơ thể hắn long hồn. Đánh chết như thế nhiều võ giả, Diệp Thần trong cơ thể long hồn đã đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Có thể từ giúp hộ thể, căn bản chẳng có gì lạ. Nếu như lôi võ một đường giết tới đây nói, có thể giống vậy hưởng thụ Diệp Thần bây giờ đãi ngộ. Một đường từng giết tới, mặc dù có chỗ xấu, bất quá vậy có chỗ tốt nhất định. Hết thảy các thứ này đều là Diệp Thần cần phải nên có được. Lôi võ không tin, cửu trảo kim long có thể bảo vệ Diệp Thần tạm thời, còn có thể bảo vệ nhất thế. Trong tay hắn lợi kiếm, không ngừng vung chém ra đi, một kiếm tiếp liền một kiếm, nhưng mà cửu trảo kim long trực tiếp đỡ được. Lôi võ thấy một màn này, thiếu chút nữa một búng máu phun ra ngoài, chân thực quá CMN khinh người. Đánh chết Diệp Thần chỉ thiếu chút nữa, nhưng mà bước này từ đầu đến cuối không bước ra đi. Nếu như không phải là bởi vì cửu trảo kim long mà nói, hiện tại Diệp Thần cũng sớm đã là một người chết. Như thế nào có thể đủ sống đến hiện tại? Mỗi một kiếm hạ xuống, cửu trảo kim long màu sắc liền sẽ ảm đạm mấy phần, cũng để cho lôi võ gặp được hy vọng. Oanh, oanh, oanh! Một kiếm tiếp theo một kiếm, hoàn toàn không dừng được, cửu trảo kim long từ từ ảm đạm, ngay tại sắp bể tan tành thời điểm, Diệp Thần trực tiếp mở mắt ra. Làm Diệp Thần mở mắt trong nháy mắt kia, lôi võ tức giận cả người phát run. Chu Thiên Thần Ma Thương, một thương ngay tức thì đâm ra đi. Ở lôi võ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, một thương đã đâm vào ngực hắn bên trong. Một đạo máu loãng phun tràn ra, lôi võ cả người thân thể lui về phía sau ba bước. Một cặp tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần từ trên lôi đài mặt đứng lên. Giờ phút này hắn thương thế mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, bất quá cùng trước so với, đã tốt quá nhiều. Hơi thở cuồng bạo từ trong cơ thể hắn điên cuồng bộc phát ra. Cút! Diệp Thần gầm nhẹ lên tiếng, ba loại quy luật không ngừng dung hợp vào một chỗ. Máu thần và canh kim khí hoàn toàn bùng nổ. Trảm thiên nhất kiếm. Toàn bộ trên lôi đài mặt, tràn đầy kiếm ý, điên cuồng lưu động. Diệp Thần vung tay lên. Một kiếm bỗng nhiên rơi xuống. Một kiếm này bộc phát ra ánh sáng sáng chói, kiếm quang gào thét biến dạng không gian. Oanh! Một tiếng sét vậy nổ vang, lôi võ cả người bóng người bay rớt ra ngoài. Kiếm tốc độ của ánh sáng chân thực quá nhanh, mới vừa rồi, hắn căn bản không kịp ngăn cản cũng đã rơi xuống. Lôi võ từ trên lôi đài mặt đứng lên, ở ngực hắn xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Ở bốn phương trận phía dưới. Các thế lực lớn võ giả, trong nội tâm đột nhiên xông ra một cổ dự cảm xấu. Mới vừa rồi không có giết chết Diệp Thần, hiện tại hoàn muốn giết chết mà nói,
sợ rằng có một ít khó khăn, hoặc là nói, căn bản không có cơ hội. Trừ các thế lực lớn cường giả, còn lại võ giả một cặp tròng mắt trợn to, từ cửu trảo kim long hộ thể một khắc kia, bọn họ cũng đã bị rung động đến. Hiện tại Diệp Thần một kiếm đánh chết Lôi Võ, thật chẳng lẽ muốn chuyển bại thành thắng. Hắn nội tâm của nàng bên trong đột nhiên có một có loại cảm giác không thật. Có thể chiến đấu đến hiện tại đã là một cái kỳ tích, hiện tại còn muốn đánh chết Lôi Võ, làm sao có thể. Bọn họ không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Lôi Võ phát ra một tiếng gầm thét, một đôi mắt đã biến thành màu đỏ như máu. Bây giờ Diệp Thần đã hoàn toàn chọc giận hắn. Hận không phải đem Diệp Thần bóng người, xé nát thành hai nửa. Chỉ có như vậy mới có thể rõ ràng hắn mối hận trong lòng. Lôi Võ bóng người, vào giờ khắc này, bỗng nhiên bây giờ hướng Diệp Thần xông tới. Trong tay hắn lợi kiếm trực tiếp nâng lên. Ở nâng lên một khắc kia, một kiếm quơ múa ra, hướng Diệp Thần thân thể chém ra. Một đạo cực hạn kiếm quang, khoảnh khắc bây giờ đã tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ở hắn sau lưng, Thượng Cổ Kỳ Lân và Bạch Hổ hư ảnh xuất hiện. Linh huyết lực. Hai đầu thần thú phát ra gầm thét, đưa tới toàn bộ sông dài hỗn loạn. Ở kiếm quang sông tới ở một chớp mắt kia, Kỳ Lân hư ảnh trực tiếp sông tới. Hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, truyền tới một tiếng nổ tung vang lớn. Ngọn lửa nóng bỏng cuốn tới, Bạch Hổ dương ra móng vuốt sắc bén, nhào tới giết. Diệp Thần trong cơ thể Bất Hủ Thần Thể trực tiếp bộc phát ra. Làm Bất Hủ Thần Thể lưu động một khắc kia, Huyết Ma kiếm ngay tức thì nâng lên, một đạo kiếm quang bỗng nhiên xông tới. Một kiếm chém hết thế gian phương hoa, khai thiên thế. Kiếm quang đến mức, tất cả là hủy diệt. Oanh! Một kiếm bỗng nhiên rơi vào Lôi Võ trên thân thể mặt. Phốc suy! Lôi Võ một búng máu trực tiếp phún ra ngoài, cả người thân thể ngã trên mặt đất. Thiên địa khí vận tràn vào đến Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần thấy một màn này, toét miệng cười một tiếng, hắn thân thể đã mau muốn không chịu nổi, bất quá thật may, ở thời khắc cuối cùng, hắn thắng. Cái này hết thảy đều phải cảm ơn cửu trảo Kim Long, nếu như không phải là cửu trảo Kim Long ở cuối cùng bảo vệ mình, hắn cũng sớm đã trở thành một cái người máu. Bốn phương trận phía dưới võ giả, ngược lại hít một hơi khí lạnh, Diệp Thần lại thật thắng. Các thế lực lớn võ giả, cả người sắc mặt đổi được dị thường khó khăn xem, không nghĩ tới, ở một khắc cuối cùng, Lôi Võ lại chết. Bọn họ từng bước một nhìn Diệp Thần thực lực trở nên mạnh mẽ, bây giờ còn có thể ngăn chặn hắn, chỉ bất quá sau này thì sao? Bọn họ đã không dám lại tiếp tục tưởng tượng đi xuống, lại cho Diệp Thần nhất định thời gian, sợ rằng sau này không có bất kỳ cường giả, có thể chế tài hắn. Người thắng lấy được ra miệng, Càn Khôn Sát Vực. Ba ngày sau, sắp đóng. Lạnh lùng thanh âm cứng ngắc, một lần nữa truyền tới, chỉ gặp Càn Khôn Thần Giáp, đi tới Diệp Thần trước mặt. Càn Khôn Thần Giáp tràn vào đến Diệp Thần trong cơ thể, xuất hiện ở hắn bên người bề ngoài. Làm Diệp Thần mặc vào một khắc kia, tựa như chiến thần vậy, sừng sững ở sông dài bên trong. Bốn phương trận phía dưới võ giả có một loại ảo giác, Diệp Thần tựa như giống như là thần. Dù là một cái ánh mắt là có thể quyết định bọn họ vận mệnh. Càn Khôn Thần Giáp, Long Hồn, Thiên Địa Khí Vận, người vẫn là giao ra đi. Vào lúc này đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm khàn khàn. Diệp Thần hướng thanh âm nhìn lại, phát hiện người nói chuyện, chính là áo bào đen nam tử. Tất cả võ giả, một đôi cặp tròng mắt nhìn chằm chằm áo bào đen nam tử. Nếu như không phải là thanh âm mới vừa rồi, bọn họ thậm chí đều đã quên người đàn ông áo bào đen tồn tại. Ban đầu áo bào đen nam tử tuyệt thế thiên kiêu máu, để cho bọn họ trí nhớ sâu sắc, sau đó tựa như trở thành trong suốt vậy. Diệp Thần híp mắt, cũng không nói lời nào, để cho hắn giao ra Càn Khôn Thần Giáp những thứ này, làm sao có thể. Cửu trảo Kim Long Long Hồn đã cùng hắn đan điền hòa làm một thể, muốn cầm cửu trảo Kim Long giao ra nói, thì phải phế bỏ tu vi. Hơn nữa Càn Khôn Thần Giáp cũng tốt, Thiên Địa Khí Vận cũng được, đều là hắn từng bước một lấy được. Hắn đồ, người khác nếu như muốn cầm tới tay nói, trừ phi để cho hắn chết. Ta nếu không phải giao đâu. Lúc này Diệp Thần trực tiếp mở miệng nói. Áo bào đen nam tử khóe miệng toát ra một tia tà cười,
trong tay hắn cầm ra một cái la bàn. La bàn toàn thân màu đen, tản mát ra khí tức quỷ dị. Làm màu đen la bàn xuất hiện thời điểm, Diệp Thần trong nội tâm đột nhiên xông ra một cổ dự cảm xấu. Chuyện gì xảy ra, ta thân thể. Làm khí tức quỷ dị bồng bềnh ở bốn phương trận bên trong, một số võ giả trên thân thể mặt kim quang nhô ra. Thiên địa khí vận. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, một mắt là có thể nhìn ra, võ giả trong thân thể thiên địa khí vận, đang bị một chút xíu tước đoạt. Cưỡng ép tước đoạt ra thiên địa khí vận, để cho võ giả ở một bên phát ra gào thống khổ. Một cái võ giả xuất hiện như vậy tình trạng, liên tiếp, còn lại võ giả trong thân thể thiên địa khí vận, cũng không ngừng từ bên trong cơ thể của bọn họ tràn ra. Tựa hồ hoàn toàn không bị khống chế, tước đoạt đi ra ngoài thiên địa khí vận, tràn vào đến màu đen la bàn bên trong. Đồng loạt ra tay, đánh chết hắn. Một người võ giả đột nhiên mở miệng, nếu như lại để cho áo bào đen nam tử tiếp tục nữa nói, bọn họ thiên địa khí vận, sợ rằng một tia không dư thừa trước làm hết thảy, chỉ có thể trở thành người khác đồ cưới. Tiếng nói vừa dứt, một người tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả trực tiếp xông tới, đi tới người đàn ông áo bào đen trước mặt. Người đàn ông áo bào đen trên mặt, không có bất kỳ biến hóa nào, ở tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả xông lên lúc tới, tay trái tùy ý nâng lên, một cái tát rơi xuống. Oanh! Một cái tát đi xuống, tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên cường giả trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Võ giả thấy một màn này, nhướng mày một cái, cho dù là tinh khiếu cảnh đỉnh cấp, cũng không dám nói dễ như trở bàn tay trong nháy mắt giết tinh khiếu cảnh tầng 8 thiên. Trừ phi người đàn ông áo bào đen thực lực đã đạt tới nửa bước phong môn. Thậm chí phong môn. Nghĩ đến đây, rất nhiều võ giả sắc mặt, đổi được dị thường khó khăn xem. Nửa bước phong môn cường giả, chỉ có Bạch Húc bọn họ ra tay, mới có cơ hội. Bọn họ những thứ này tạo hóa cảnh cũng tốt, tinh khiếu cảnh cũng được, đối mặt nửa bước phong môn cấp cường giả khác, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực ngăn cản. Diệp Thần cau mày. Hắn sừng sững ở sông dài bên trong, ở trong cơ thể hắn, tựa hồ có vật gì sắp nhảy ra. Nếu như không phải là hết sức áp chế, hiện tại trong cơ thể hắn thiên địa khí vận, chỉ sợ cũng sẽ bị tước đoạt. Đối với người đàn ông áo bào đen thực lực, hắn không nhìn thấu, tựa hồ giống như là một phiến mênh mông biển khơi. Dù là Bạch Húc cũng không có cho hắn loại cảm giác này. Người đàn ông áo bào đen thực lực, tuyệt đối ở Bạch Húc bên trên. Bạch Húc nhìn một cái còn lại hai người nửa bước phong môn cường giả, bên trong cơ thể của bọn họ thiên địa khí vận, mặc dù còn không có bị tước đoạt, bất quá một mực ở chật vật ngăn cản. Thiên địa khí vận từ bọn họ trong thân thể tước đoạt ra, chỉ sợ cũng là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Liếc nhìn nhau, Bạch Húc và còn lại hai người nửa bước phong môn cường giả trực tiếp ra tay, không thể lại để cho áo bào đen nam tử tiếp tục làm tiếp. Ba tên nửa bước phong môn cường giả đồng loạt ra tay, để cho võ giả thấy hy vọng. Hiện tại duy nhất có thể chống lại người đàn ông áo bào đen, chỉ có Bạch Húc bọn họ ba tên cường giả. Diệp Thần một cặp tròng mắt chăm chú nhìn, trong nội tâm cũng không coi trọng Bạch Húc bọn họ. Áo bào đen nam tử nếu dám ra tay, lại tại sao sẽ ở ý ba tên nửa bước phong môn cường giả? Làm Bạch Húc bọn họ một thời điểm xuất thủ, áo bào đen nam tử bóng người nhẹ né tránh. La bàn trong tay bỗng nhiên bay về phía hư không. Ông, la bàn phát ra ông tiếng vang, ở trong hư không đột nhiên bây giờ trở nên lớn. Ở trở nên lớn trong nháy mắt, tất cả bốn phương trận võ giả, toàn bộ bị bao phủ ở la bàn bên trong. Màu đen khí tức quỷ dị, không ngừng tràn ra. À, một người võ giả phát ra thống khổ kêu gào, cả người khóe miệng chảy ra máu đỏ tươi nước. Bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng, không ngừng bị bóc ra. Làm chóc lúc đi ra, tràn vào đến la bàn bên trong, lại lợi dụng la bàn, không ngừng hướng áo bào đen nam tử vọt tới. Người đàn ông áo bào đen hơi thở, không ngừng tăng cường, tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất. Vốn là Bạch Húc bọn họ hoàn muốn xuất thủ, nhưng mà bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng, vậy không bị khống chế. Chỉ có thể tạm thời dừng lại, muốn chế trụ. Duy chỉ có Diệp Thần, không cảm giác được bất kỳ khó chịu, từ la bàn hơi thở bên trong, thậm chí có một tia cảm giác quen thuộc. Thong thả vạn cổ, các ngươi cái này nhất mạch còn không có buông tha. Đột nhiên bây giờ truyền tới một giọng nói, ở la bàn phía trên,
xuất hiện một người tiên phong đạo cốt ông già. Làm ông cụ xuất hiện thời điểm, áo bào đen nam tử lạnh giọng mở miệng nói, ngươi không ngăn cản được, lục đạo luân hồi bàn nơi tay, dù là ngươi xuất hiện, vậy không làm nên chuyện gì. Ông già khẽ mỉm cười một cái, sau đó mở miệng nói, ta xác thực không ngăn cản được, nhưng là có một người có thể. Làm lời của hắn vừa rơi xuống, tay chỉ Diệp Thần. Áo bào đen nam tử theo tay hắn trông cậy vào đi, phát hiện chỉ là nửa bước tạo hóa Diệp Thần, sau đó cười lạnh một tiếng, một người còn chưa bước vào tạo hóa con kiến hôi mà thôi, thiên tư mặc dù không tệ, nhưng là vậy không làm nên chuyện gì. Ông già lắc đầu một cái, đáng buồn nhìn một cái áo bào đen nam tử, mới chậm rãi mở miệng nói, lục đạo luân hồi bàn, vốn không thuộc về nơi này, dù là ngươi cũng không thể nắm trong tay, duy chỉ có hắn. Diệp Thần ở một bên nghe, nhưng một câu cũng không có mở miệng. Làm hắn nghe được lục đạo luân hồi mâm thời điểm, cũng biết là khí tức gì quen thuộc như vậy. Hắn bản thân chính là luân hồi huyết mạch. Lục đạo luân hồi bàn sợ rằng và luân hồi huyết mạch có chút liên lạc, thậm chí và vậy quan tài đá bên trong vị kia cùng mình tương tự người đàn ông có liên quan. Lục đạo luân hồi bàn không thể nào nhận ngươi làm chủ, làm chân chính chủ nhân xuất hiện, ngươi cho rằng hoàn thuộc về ngươi sao? Ban đầu các ngươi nhất mạch, lấy trộm lục đạo luân hồi bàn, nghèo cả đời, cũng không có tháo ra lục đạo luân hồi bàn bên trong bí mật. Ông già tiếng nói vừa dứt, nhìn một cái Diệp Thần, nhu hòa cười một tiếng. Áo bào đen nam tử từ tiến vào càn khôn cung một khắc kia, ông già cũng biết, bất quá căn bản không có ngăn cản. Hắn biết, chân chính chủ nhân xuất hiện. Dù cho áo bào đen nam tử dùng hết thủ đoạn, cũng là phí công. Vận mệnh cũng sớm đã định trước. Áo bào đen nam tử khí tức cả người bộc phát ra, giận dữ hét, bổn tọa đã từng phong môn tầng 9 trời, nếu như không phải là bị Vĩnh Hằng Thánh Vương trọng thương, cảnh giới rơi vào nửa bước phong môn, ai có thể là ta đối thủ. Cố nhiên thực lực bây giờ không thể so với từ trước, nhưng vẫn có tư cách chống lại hết thảy. Nửa bước phong môn thực lực, đã đủ ngạo thị quần hùng. Hắn có đầy đủ vốn. Chuẩn bị thời gian lâu như vậy, hắn không cho phép mình thất bại. Ông già cũng không trả lời áo bào đen nam tử, ngược lại nhìn Diệp Thần, mở miệng nói, đi đi. Thuộc về ngươi đồ, ai cũng cầm không đi. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, đúng người đi tới lục đạo luân hồi mâm phía trên. Ông lão thực lực, có kinh khủng dường nào, hắn không biết, bất quá một mắt có thể nhìn ra mình bí mật, tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ là không biết tại sao, đối phương không đúng áo bào đen nam tử ra tay. Hắn tin tưởng, có chút bí mật, nhất định bị ông già suy đoán ra mấy phần, nếu không cũng sẽ không như thế tự tin, cho rằng Diệp Thần có thể nắm trong tay. Làm Diệp Thần đi tới lục đạo luân hồi trên la bàn phương thời điểm, áo bào đen nam tử cả người trực tiếp xông tới. Hắn không biết Diệp Thần phải làm gì, bất quá trong nội tâm có một cổ dự cảm xấu. Áo bào đen nam tử phóng tới, Diệp Thần chẳng ngó ngàng gì tới, kích thích tự thân luân hồi trong huyết mạch xích trần thần mạch, một giọt máu loãng dung nhập vào lục đạo luân hồi bàn lý mạch. Ông, lục đạo luân hồi bàn điên cuồng vận chuyển. Phát ra vui sướng tiếng vang, ở áo bào đen nam tử xông lên lúc tới, đột nhiên cảm nhận được một cổ kinh khủng hơi thở, trực tiếp cầm hắn đánh bay ra ngoài. Phốc suy, một búng máu, từ áo bào đen nam tử trong miệng chảy xuống. Hắn một cặp tròng mắt nhìn chằm chằm lục đạo luân hồi bàn, hắn cảm giác lục đạo luân hồi bàn dần dần thoát khỏi hắn nắm trong tay. Hắn và lục đạo luân hồi mâm hơi thở, càng ngày càng thiếu. Lục đạo luân hồi bàn bên trong hơi thở, điên cuồng tràn vào đến Diệp Thần trong thân thể. Vèo. Diệp Thần cảm giác và lục đạo luân hồi bàn, có một chút liên lạc. Từ phía trên nhảy đến bốn phương trận bên trong, hắn vung tay lên, lục đạo luân hồi bàn, ngay tức thì thu nhỏ lại, xuất hiện ở Diệp Thần trong lòng bàn tay. Áo bào đen nam tử cầm áo khoác cởi ra, cả người sắc mặt dữ tợn, dị thường khủng bố. Mặt hắn lên không có bất kỳ màu máu, thậm chí gò má xương cũng sắp sụp đổ. Vì cưỡng ép nắm trong tay lục đạo luân hồi bàn, cần gì chứ? Ông già lắc đầu một cái, sau đó đưa ra chỉ một cái. Một đạo màu xanh đậm ánh sáng, bỗng nhiên xông vào người đàn ông áo bào đen trong thân thể. Áo bào đen nam tử không có phát ra bất kỳ thanh âm, hắn có thể cảm nhận được,
đạo này mực ánh sáng màu xanh lá cây rót vào, đã cách tử vong không xa. Vốn là lục đạo luân hồi bàn, có thể ngăn trở ông già bất kỳ công kích. Nhưng mà từ lục đạo luân hồi bàn rơi vào Diệp Thần trên tay thời điểm, hắn cũng biết mình đã thất bại thảm hại. Ha ha, dù cho ta chết thì như thế nào, ông già, người một khi xuất thủ, vậy không sống nổi. Ông già đã sống vô số năm tháng, như quả không ra tay, vẫn có thể kéo dài hơi tàn 2 năm, chỉ bất quá bây giờ nói, sợ rằng không sống qua 4 tiếng. Ta chết, cũng phải để cho hắn trả giá thật lớn. Áo bào đen nam tử một mặt oán độc nhìn Diệp Thần. Vốn là hắn kế hoạch, không có bất kỳ vấn đề, duy chỉ có không nghĩ tới. Lục đạo luân hồi bàn muốn chân tránh nắm trong tay, chỉ có luân hồi huyết mạch, chính hắn cũng biết. Hôm nay giết chết một vị cái thế thiên kiêu, dù là chết, cũng đáng được. Áo bào đen nam tử tiếng nói vừa dứt, cả người bỗng nhiên bay về phía Diệp Thần. Ở hắn bay về phía Diệp Thần thời điểm, toàn bộ người khí tức trên người, không ngừng bộc phát ra. Diệp Thần thấy một màn này, điên cuồng chạy trốn. Áo bào đen nam tử lại muốn tự bạo, dù là hắn chết, cũng không để cho Diệp Thần tốt hơn. Nửa bước phong môn. Đã từng phong môn tầng 9 thiên cường giả tự bạo, dị thường khủng bố, có thể cầm toàn bộ càn khôn cung đều bị nổ thành phế tích. Bốn phương trận võ giả, thấy một màn này, hù được cả người mồ hôi lạnh cũng nhô ra. Mặc dù áo bào đen nam tử nhằm vào là Diệp Thần, nhưng là phạm vi tự bạo, dù là bọn họ có thể không có thể sống được, cũng nói không nhất định. Ông lão hơi thở dần dần yếu ớt, hắn nhìn áo bào đen nam tử. Trong tay chỉ điểm một chút hướng sông dài bên trong. Diệp Thần có thể hay không sống nổi, cũng không ai rõ ràng, bất quá bọn họ biết, lại không chạy trốn, sợ rằng tự thân khó bảo toàn. Phốc suy, nổ dư âm, ảnh hưởng đến một số võ giả, bọn họ một búng máu phun ra, khí tức cả người, như ẩn như hiện. Trốn đi ra bên ngoài võ giả, thấy toàn bộ càn khôn cung, không ngừng xuất hiện vết rách, ầm ầm sụp đổ. Thấy một màn này, ban đầu ở càn khôn cung võ giả, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Phạm vi nổ chân thực quá sợ rằng, bọn họ suy đoán Diệp Thần sợ rằng đã chết. Nửa bước phong môn cường giả tự bạo, Diệp Thần chẳng qua là một người hợp đạo cảnh võ giả, làm sao có thể còn sống. Các thế lực lớn cường giả mừng rỡ như điên, vốn là lấy là không thể đánh chết Diệp Thần. Ai biết cuối cùng áo bào đen nam tử đuổi theo Diệp Thần không buông. Hiện tại Diệp Thần sợ rằng chết không toàn thây, bọn họ một viên lo lắng lòng, vậy hoàn toàn để xuống. Hoàng Bách nhìn càn khôn cung sụp đổ, bên trong đôi mắt toát ra nước mắt, kinh khủng như vậy nổ, Diệp Thần làm sao có thể còn sống. Lục tục võ giả rời đi, hiện tại càn khôn cung đã sụp đổ, không cần thiết lưu lại nữa. Còn không bằng tiếp tục tìm một ít chỗ khác, xem có cái gì không cơ duyên. Càn khôn cung sụp đổ một ngày sau. Bên trong phế tích truyền tới xào xạc thanh âm. Diệp Thần từ bên trong phế tích chạy đến, giờ phút này hắn cả người đều là máu loãng, mỗi đi một bước, cũng để cho hắn cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Ở áo bào đen nam tử lúc nổ, Diệp Thần mặc dù kích hoạt xích trần thần mạch. Nhưng là uy lực còn lại quá lớn, xích trần thần mạch cũng không đủ. Cũng may, lục đạo luân hồi bàn tự động hộ chủ. Cũng là bởi vì là lục đạo luân hồi mâm nguyên nhân. Mới để cho Diệp Thần có thể miễn cưỡng sống sót. Nếu không cũng sớm đã là một người chết. Đáng tiếc lục đạo luân hồi bàn đã ảm đạm, tựa hồ cần gì năng lượng mới có thể kích hoạt. Diệp Thần vốn định từ bên trong lấy được điểm luân hồi mộ địa nguồn, bây giờ nhìn lại, hẳn không thể nào. Hụ hụ hụ. Diệp Thần một búng máu phun ra ngoài, rơi trên mặt đất. Từng bước một chật vật đi. Hiện tại Diệp Thần gò má hôi đầu hôi kiểm. Nếu không nhìn kỹ, sợ rằng không có ai biết nhận thức. Từ luân hồi mộ địa bên trong, cầm ra tất cả loại chữa thương đan dược bỏ vào trong miệng. Hiện tại hắn tình huống không cần lạc quan, nhất định phải tìm một chỗ, cầm tự thân thương thế khôi phục như cũ. Một đường đi, thật may không có gặp phải cái gì võ giả, tìm được một nơi mở tối hang núi, đi vào bên trong, xếp chân ngồi trên mặt đất. Hắn con ngươi như trong đêm tối sắc bén. Mở miệng nói, hôm nay liền mượn càn khôn sát phực, đột phá tạo hóa cảnh. Một giây kế tiếp, thần ma luân hồi quyết vận chuyển. Tầng kia hợp đạo cùng vận may giữa những ràng buộc, ung dung đột phá.
Diệp Thần cùng nhau đi tới, nơi được cơ duyên cơ hồ nghịch thiên, nhưng mà tốc độ đột phá thật chậm. Một mặt là bởi vì luân hồi huyết mạch đối với đột phá yêu cầu cực cao. Nhưng là một khi đột phá, chính là cùng cảnh vô địch tồn tại. Mặt khác, Diệp Thần căn cơ vượt xa bất kỳ thiên kiêu. Hắn bây giờ muốn bước vào tạo hóa cảnh, cực kỳ ung dung. Mà trên bầu trời, lôi kiếp bỗng nhiên tạo thành. Thiên lôi hàng, dị tượng dậy. Ngoại giới, linh võ đại lục một nơi đất thần bí. Một con thần long bàn nằm, uy phong lẫm lẫm. Trên thần long, một cái uy nghiêm hết sức người đàn ông đóng chặt tròng mắt. Thần long trong miệng, luân hồi huyền bia lực không ngừng hội tụ đến người đàn ông thân thể bên trong. Đột nhiên, người đàn ông mở mắt ra, đế vương hơi thở phun trào, hắn ánh mắt như trong đêm tối liệp ưng. Vật kia lại xuất hiện. Hơn nữa, bị người nhận chủ. Đáng chết, lại là loại cảm giác này. Một khối luân hồi huyền bia đã luyện hóa, hôm đó ta máu tươi lại bị cản lại. Ta thật muốn biết, kết quả là ai lớn gan như vậy. Nếu như không phải là ta không cách nào rời đi nơi đây, nếu như không phải là ta không cách nào xác định ngươi thân phận, ngươi đã sớm biến mất. Thần quốc oai, há là con kiến hôi có thể dung chuyển. Ngày đó, có hai đạo thần niệm ngăn trở, ta dẫu sao vi phạm quy tắc, nhưng là hôm nay ngươi đột phá, ta liền cho ngươi tạo hóa cảnh mạnh nhất lôi kiếp. Xem ngươi như thế nào đột phá. Cùng lúc đó, càn khôn sát vực bên trong, toàn bộ không gian cũng đang không ngừng hỗn loạn. Đất rung núi chuyển, không gian bên trong không ngừng truyền tới đè nén hơi thở. Ở càn khôn sát vực võ giả phát hiện, toàn bộ không gian đều đã đổi được không ổn định. Tựa như sắp tan vỡ như nhau. Tình huống gì, rốt cuộc ai làm cho cả giết vực hỗn loạn. Trong đó một người võ giả lẩm bẩm nói nhỏ, có thể làm cho toàn bộ càn khôn sát vực hỗn loạn, cho dù là phong môn cường giả vậy không làm được chứ. Ở càn khôn sát vực phía trên, xuất hiện rậm rạp chằng chịt mây đen. Mây đen bên trong, sấm sét đầy vải, thiên đạo hơi thở, không ngừng truyền tới. Ở chiến trường thượng cổ bên trong, bản đi tìm một chút cơ duyên võ giả, cảm nhận được uy áp kinh khủng, trực tiếp nằm trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Trên mặt đất, xuất hiện tất cả lớn nhỏ vết rách, không ngừng bể tan tành. Bầu trời bên trong sấm sét lóe lên, mặt biển không ngừng cuồn cuộn, gió lớn không ngừng gầm thét. Thiên đạo cơn giận. Diệp Thần cảm nhận được thiên đạo truyền tới kinh khủng hơi thở, hơi kinh hãi. Đột phá tạo hóa cảnh, cố nhiên dẫn động thần lôi. Nhưng căn bản không nghĩ tới là thiên đạo thần lôi à. Thiên địa không cho, chẳng lẽ thiên đạo muốn tiêu diệt mình? Vĩnh Hằng Thánh Vương không phải đã nói, mình hơi thở, thiên đạo đều không cách nào tra xem sao. Không nghĩ nhiều nữa. Huyết ma kiếm và Chu Thiên Thần ma thương thả ở trong tay, Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trong mắt dần dần đổi được có một ít ngưng trọng. Thiên đạo thẩm phán truyền tới hơi thở, so trước kia càng thêm khủng bố. Cho dù là Diệp Thần cũng không có nhất định sức lực. Oanh! Một đạo sấm sét hạ xuống, đúng cái hang núi trong nháy mắt nổ tung. Ở nổ tung ngay tức thì, Diệp Thần trên thân thể mặt, phủ đầy sấm sét. Lôi đình lực tràn ngập Diệp Thần toàn thân, giờ phút này càn khôn thần giáp, từ hắn mặt ngoài thân thể bộc lộ ra ngoài. Càn khôn thần giáp mặc trên thân thể mặt, tựa như giống như một tôn vô địch chiến thần. Diệp Thần bước ra một bước. Làm Diệp Thần sừng sững ở phía trên thời điểm, thiên đạo truyền tới kinh khủng hơi thở, muốn trực tiếp chân áp Diệp Thần. Hơi thở không ngừng lưu động, Diệp Thần mặt ngoài thân thể kim quang tùy ý, tay trái cầm huyết ma kiếm, tay phải cầm Chu Thiên Thần ma thương. Kiếm chỉ thương khung. Nếu thiên đạo không cho, hắn liền đánh vỡ thiên đạo thẩm phán. Nằm trên mặt đất võ giả, ngẩng đầu lên, mắt nhìn phía trên, phát hiện Diệp Thần bóng người. Hắn lại không có chết. Một người võ giả thấy Diệp Thần sau này, cả người sắc mặt đại biến. Gặp quỷ sống. Ban đầu bọn họ nhưng mà chính mắt nhìn thấy, áo bào đen nam tử tự bảo. Nửa bước phong môn hậu kỳ cường giả tự bảo, Diệp Thần lại vẫn có thể sống sót. Điều này sao có thể? Tạo hóa cảnh, tinh khiếu cảnh, nửa bước phong môn, chỉ cần ở càn khôn sát vực cường giả, cũng đứng không đứng lên. Thiên đạo tức giận. Để cho bọn họ trong nội tâm run sợ trong lòng. Các phe thế lực cường giả, trợn to hai mắt,
một búng máu trực tiếp phun ra. Diệp Thần không chỉ không có chết, hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì. Nửa bước phong môn cường giả tự bạo, cũng không thể giết chết Diệp Thần, sau này ai còn có thể giết hết. Các phe thế lực cường giả, trong nội tâm một cổ sâu đậm cảm giác vô lực, thậm chí có một chút tuyệt vọng. Sợ rằng sau này Diệp Thần muốn một bước lên trời. Diệp Thần sừng sững ở trên bầu trời cao, cảm nhận được thiên đạo truyền tới kinh khủng hơi thở, cũng không có bất kỳ động tác. Rắc rắc, một đạo to lớn sấm sét, giống như cự long vậy, bỗng nhiên rơi xuống. Làm rơi xuống một khắc kia, Diệp Thần huyết ma kiếm bỗng nhiên nâng lên, một đạo cực hạn kiếm quang, ngay tức thì rơi xuống. Ở kiếm quang và sấm sét lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, truyền tới một tiếng nổ mãnh liệt. Làm nổ một khắc kia, Diệp Thần bóng người nhẹ lui về phía sau. Ở hắn lui về phía sau thời điểm, sấm sét bỗng nhiên tiêu tán, nhưng mà ngay sau đó ngoài ra một đạo sấm sét, ở trong một cái chớp mắt này bỗng nhiên rơi xuống. Oanh! Sấm sét đánh vào Diệp Thần trên thân thể mặt, càn khôn thần giáp bộc phát ra ánh sáng sáng chói, trực tiếp ngăn cản. Ở ngăn cản thời điểm, mây đen không ngừng lan truyền, mây đen bên trong, sấm sét rậm rạp chằng chịt. Các phe thế lực võ giả thấy một màn này, đều cảm giác ra đầu tê dại. Cũng không biết Diệp Thần một cái hợp đạo cảnh võ giả, làm sao trêu chọc đến thiên đạo, để cho thiên đạo không cho. Vô tận sấm sét, giống như sấm biển vậy, điên cuồng rơi xuống. Sấm sét ánh sáng, dị thường nhức mắt, nằm trên mặt đất võ giả, từng cái không dám mở mắt ra. Sấm sét bên trong truyền tới hơi thở, đã đủ trong nháy mắt giết cường giả tạo hóa cảnh. Nếu như bọn họ đứng nguyên ở nơi đó, sợ rằng sẽ trực tiếp bị sấm sét đánh giết đến diệt vong. Sấm sét giáng thế, dường như muốn hủy diệt cái này thế gian vạn vật, Diệp Thần trên mặt không buồn không vui, Chu Thiên Thần Ma Thương và Huyết Ma Kiếm đồng thời ra tay. Ở hắn xuất thủ một khắc kia, cả người bay thẳng lên. Hắn muốn một thương thọt phá cái này mây đen, để cho ngày này đạo thẩm phán, tan thành mây khói. Sấm sét rơi vào Diệp Thần trên thân thể mặt, càn khôn thần giáp, ngăn cản phần lớn tổn thương. Giờ khắc này, một thương điên cuồng đâm vào mây đen bên trong. Oanh! Sấm sét theo Chu Thiên Thần Ma Thương, truyền tới Diệp Thần trên cánh tay mặt. Ở Diệp Thần phía trên đỉnh đầu mây đen, ngay tức thì tiêu tán. Vào giờ khắc này, đúng bầu trời mây đen chia năm xẻ bảy. Trên mặt đất võ giả, nhìn tim cũng sắp nhảy ra. Một thương thật cầm thiên đạo thẩm phán cho thọt phá. Bọn họ không dám tin tưởng, Diệp Thần thật sự là quá điên cuồng, võ giả khác mặt đối thiên đạo chỉ có sợ hãi, nhưng mà hắn lại muốn cùng thiên đạo tranh phong. Có một lời nói rất hay, người mạnh hơn nữa, cũng phải thần phục ở thiên đạo dưới chân, nhưng là Diệp Thần ngược đường mà đi. Diệp Thần cũng không có rời đi, hắn biết, hết thảy các thứ này chỉ bất quá mới vừa bắt đầu mà thôi. Thiên đạo nếu như thế dễ dàng là có thể đánh bại, mọi người vậy liền không cần cầm thiên đạo coi vào đâu. Đúng như dự đoán, mây đen chia năm xẻ bảy một khắc kia, lại không ngừng lần nữa ngưng tụ. Làm mây đen ngưng tụ một khắc kia, tựa như toàn bộ ngày nay muốn sụp đổ. Mây đen bên trong, thần lôi không ngừng ngưng tụ. Những thứ này thần lôi cũng không có rơi xuống, ngược lại không ngừng ngưng tụ. Thần lôi ngưng tụ thành một người hư ảnh. Hắn toàn thân sấm sét đầy vải, một đôi trong tròng mắt tràn đầy lôi đình lực. Lôi đình lực không ngừng phun phát ra ngoài, hắn vung tay lên, toàn thân phát ra một tiếng nổ vang. Kinh khủng hơi thở không ngừng lan truyền, Diệp Thần thân thể nhẹ cúi xuống, răng cũng ở run rẩy không ngừng. Sấm sét ngưng tụ ra hư ảnh, chân thực quá mạnh mẽ. Để cho hắn có một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Cho dù là hơi thở, cảm giác cũng có thể trấn áp hắn. Lôi đình hư ảnh một cái chớp mắt bây giờ, liền đã tới Diệp Thần trước mặt, cầm chặt quả đấm phát ra điện quang hỏa hoa. Một quyền xông về Diệp Thần, quả đấm dù chưa đến, nhưng là kinh khủng hơi thở, đã bỗng nhiên đánh tới. Hơi thở tựa như bóp hắn cổ, để cho hắn khó mà hô hấp. Một đấm bỗng nhiên rơi xuống, nện ở hắn trên bụng mặt. Một búng máu trực tiếp phun tràn ra, đang phun ra máu nước ở một chớp mắt kia. Diệp Thần cả người bóng người bay rớt ra ngoài. Mới vừa rồi lôi đình hư ảnh tốc độ chân thực quá nhanh, để cho Diệp Thần cũng không có thấy rõ ràng. Hắn cũng đã ngã xuống.
Diệp Thần chật vật đứng lên, lau chùi hết khóe miệng máu loãng, một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Lôi Đình hư ảnh. Trên mặt đất, thế lực khắp nơi thấy Diệp Thần một đấm bị đánh ngã, trong nội tâm không nhịn được hưng phấn. Hiện tại bọn họ rốt cuộc thấy, Diệp Thần bị đánh bại hy vọng. Chỉ cần Diệp Thần bị Lôi Đình hư ảnh giết chết, đến lúc đó bọn họ liền có thể vô tư vô ưu. Liên quan tới các phe thế lực ý tưởng, Diệp Thần cũng không biết, dù là trong lòng rõ ràng, vậy sẽ khinh thường. Thời khắc này hắn, tay cầm chặt huyết ma kiếm và Chu Thiên Thần ma thương, trực tiếp xông tới. Ở hắn xông về Lôi Đình hư ảnh ở một chớp mắt kia, cánh tay bỗng nhiên bây giờ nâng lên, huyết ma kiếm điên cuồng rơi xuống. Gió lớn gào thét, huyết ma kiếm toàn thân màu đỏ như máu, bộc phát ra tia sáng yêu dị. Đang rơi xuống một khắc kia, Lôi Đình hư ảnh cầm chặt quả đấm, một quyền ra, chống cự huyết ma kiếm. Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thần chỉ cảm thấy tay mình cánh tay tê dại, mạch máu cũng sắp nổ. Toái tinh! Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, trong tay Chu Thiên Thần ma thương, bộc phát ra kinh khủng thương ý, bỗng nhiên rơi xuống. Làm rơi xuống ở một chớp mắt kia, xen lẫn hủy thiên diệt địa uy thế. Oanh! Một thương rơi xuống, đâm vào Lôi Đình hư ảnh trên thân thể mặt. Chu Thiên Thần ma thương đầu thương tràn vào đến Lôi Đình hư ảnh bên trong, lại truyền tới đùng đùng tiếng vang. Dòng điện theo Chu Thiên Thần ma thương, truyền tống đến Diệp Thần trên cánh tay mặt. Từng cái điện xà, điên cuồng điện giật Diệp Thần thân thể. À! Diệp Thần phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, những thứ này dòng điện không ngừng ăn mòn hắn thân thể. Rút ra Chu Thiên Thần ma thương, Diệp Thần bóng người không ngừng lui về phía sau và Lôi Đình hư ảnh kéo ra khoảng cách. Ở Diệp Thần sau lưng xuất hiện hai đầu thần thú hư ảnh, hướng Lôi Đình hư ảnh nhào tới giết. Ở hắn trong thân thể, xông ra vô cùng vô tận ma khí. Những thứ này ma khí, không ngừng ngưng tụ, một chuôi ma kiếm, sừng sững ở trong hư không. Chanh, chanh, chanh. Ma kiếm phát ra ông ông tiếng vang, một kiếm bỗng nhiên rơi xuống. Đang rơi xuống một khắc kia, tựa như thiên địa thất sắc, cả thế giới chỉ còn lại cái này một chuôi ma kiếm. Oanh! Ma kiếm khoảnh khắc bây giờ liền rơi xuống, Lôi Đình hư ảnh mặt không cảm giác, ở ma kiếm rơi xuống một khắc kia. Hắn thân thể trực tiếp phân giải, nhưng mà ma kiếm từ bên trong rơi xuống, đánh trúng ở trên mặt đất một ngọn núi. Toàn bộ đỉnh núi chia năm xẻ bảy, phát ra một tiếng nổ vang. Làm Lôi Đình hư ảnh phân giải sau đó, lại không ngừng dung hợp vào một chỗ. Thấy một màn này, Diệp Thần cả người sắc mặt dần dần âm trầm. Cái này Lôi Đình hư ảnh, tựa như không rõ ràng vậy. Đối kháng thiên đạo, đem giết. Vào lúc này, Lôi Đình hư ảnh phát ra âm thanh, đem giết chữ rơi xuống một khắc kia, ở hắn bên người, xuất hiện một cái to lớn chu tự. Chu tự phía trên lóe lên Lôi Đình lực. Hướng Diệp Thần phương hướng rơi xuống. Chu tự tựa như trấn áp hết thảy, người bất kỳ đều phải thần phục ở thiên đạo dưới chân. Bất hủ thần thể cố nhiên mạnh mẽ, nhưng mà hết thảy các thứ này còn chưa đủ, đối kháng chu tự còn có một chút chưa đủ. Máu thần và canh kim khí, bỗng nhiên bây giờ bộc phát ra. Hai người điên cuồng tăng lên Diệp Thần thân xác. Huyết ma kiếm điên cuồng rơi xuống, từng đạo kiếm khí hướng chu tự công kích. Chu tự dũng đi không trước, trực tiếp rơi vào Diệp Thần trên thân thể mặt. Phốc suy. Thời khắc này Diệp Thần, cảm giác cả người trên dưới, đều tràn đầy tia chớp lực lượng. Những thứ này tia chớp không ngừng ăn mòn hắn thân xác, ma khu và bất hủ thần thể trực tiếp bộc phát ra. Hai người điên cuồng bảo vệ Diệp Thần thân xác, toàn bộ hư không đều bị nổ mở một cái lỗ thủng. Chu tự lực lượng dần dần biến mất, Diệp Thần sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Giờ phút này hắn trên thân thể mặt chảy máu loãng, nhỏ xuống đất. Máu loãng rơi vào cây cối phía trên, trong nháy mắt khô héo, Diệp Thần chật vật đứng lên, hắn đôi cánh tay, cũng ở run rẩy không ngừng. Thiên đạo muốn giết ta, còn chưa đủ. Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, trong miệng toàn bộ đều là máu loãng, trong mắt nhìn chằm chằm Lôi Đình hư ảnh. Muốn đánh chết hắn, nơi nào có như vậy dễ dàng. Lôi Đình hư ảnh mặt không cảm giác. Hắn lần nữa đưa ra chỉ một cái, Lôi Đình lực không ngừng xông ra. Làm những thứ này Lôi Đình lực, tràn vào tới ngón tay trong đó, ngưng tụ thành ánh sáng màu xanh.
Diệp Thần trên người bất hủ kiếm ý hoàn toàn bộc phát ra, nâng lên trong tay huyết ma kiếm. Ta một kiếm, chảm thiên. Hắn một đôi trong tròng mắt tràn đầy kiếm ý, giống như thực chất tính, kiếm ý điên cuồng phun trào. Trong nháy mắt bây giờ, toàn bộ hư không tràn đầy kinh khủng kiếm ý. Kiếm ý không ngừng tràn vào đến huyết ma kiếm bên trong, Diệp Thần vẫy tay một kiếm bỗng nhiên rơi xuống. Làm sấm sét lóe lên thời điểm, kiếm quang điên cuồng rơi xuống, hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, truyền tới một tiếng kinh khủng tiếng vang. Toàn bộ tiếng vang giống như sấm vậy, kinh người dư âm, để cho Diệp Thần không ngừng lui về phía sau. Giờ phút này mặt hắn lên, không có bất kỳ màu máu, nhưng mà lôi đình hư ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó, ngay cả động cũng không có nhúc nhích. Diệp Thần bất kỳ công kích nào, đối với lôi đình hư ảnh mà nói, tựa như không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Thần khóe miệng toát ra vẻ khổ sở nụ cười, lôi đình hư ảnh mạnh mẽ, đã vượt qua hắn tưởng tượng. Diệp Thần sừng sững ở trong hư không, trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì. Mặc dù đánh bại lôi đình hư ảnh cơ hội mong manh, bất quá như thế nào, cũng phải hết sức thử một lần. Như nếu không, chờ đợi hắn chỉ có một kết quả, tử vong. Ác ma mắt, cho ta một phần chia ma khí. Hống. Cửu U Tu La, phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Làm cửu U Tu La xuất hiện một khắc kia, lôi đình hư ảnh trên mặt xuất hiện một tia lộ vẻ xúc động, bất quá chỉ như vậy mà thôi. Cửu U Tu La quỷ mị giống vậy bóng người trực tiếp xông tới, mặc dù cửu U Tu La bóng người khổng lồ, bất quá không tí ti ảnh hưởng tốc độ. Xông tới trong nháy mắt, cửu U Tu La ba đầu, trực tiếp dương ra chậu máu miệng lớn. Hắn sau lưng sáu cánh tay cua múa ra, mỗi một lần cua múa cũng mang ra khỏi một loạt gió lớn. Một quyền tiếp liền một quyền cua múa ra tay, lôi đình hư ảnh giống vậy không ngừng cua múa. Oanh oanh oanh! Giờ phút này cửu U Tu La sáu cái cánh tay quả đấm, đã máu tươi đầm đìa. Cơ hồ tiêu tán. Con kiến hôi há lại sẽ biết, thiên đạo mạnh mẽ. Lôi đình hư ảnh tiếng nói vừa dứt, sau đó một chưởng trực tiếp vỗ xuống. Ở vỗ xuống trong nháy mắt, Diệp Thần cả thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ở trong hư không, Diệp Thần ổn định bóng người, tiếp tục liều chết xung phong, trong tay hắn cầm ra thời không chi binh. Không có bất kỳ hợp đạo tiên khí, toàn bộ đều là thời không chi binh. Thấy một màn này, trên mặt đất võ giả, hận không được thời không chi binh đều là mình. Diệp Thần rốt cuộc thu được nhiều ít bảo vật, như thế nhiều thời không chi binh, lấy hoài không hết dùng không hết. Đối mặt lôi đình hư ảnh, Diệp Thần không có cách nào, nhất định phải đem hết toàn lực, dù là thần hồn lực, toàn bộ tiêu hao hết, cũng ở đây không chối từ. Ngàn binh bảo. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, trên cánh tay mặt thời không chi binh, trong nháy mắt ném ra. Ở ném ra thời điểm, thời không chi binh truyền tới ông ông tiếng vang. Hướng lôi đình hư ảnh bay qua. Oanh! Vào giờ khắc này, trực tiếp nổ. Tiếng nổ vang khắp thiên địa, ở trên mặt đất võ giả, chỉ cảm thấy mình màng nhĩ cũng sắp bể tan tành. Một đôi hai tay che lỗ tai, căn bản không dám đi nghe. Một tiếng này nổ vang, nếu như đặt ở bọn họ trên thân thể mặt, sợ rằng trong nháy mắt liền sẽ nổ thành bụi phấn. Lôi đình hư ảnh sắc mặt dần dần âm trầm, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt thời điểm, hắn thiếu chút nữa bị thương. Mặc dù chỉ bất quá bị một ít nhỏ thương thế, nhưng đã để cho hắn hoàn toàn tức giận. Con kiến hôi cũng có thể đả thương hắn, không thể tha. Lôi đình hư ảnh hai tay nâng lên, ở trên trời bên trong, vô số sấm sét lại tràn ra. Những thứ này sấm sét tạo thành một cái to lớn chùm tia sáng, hướng Diệp Thần bóng người xông tới. Diệp Thần nhanh chóng thoát đi, nhưng là sấm sét cột ánh sáng tốc độ chân thực quá nhanh. Một cái chớp mắt bây giờ cũng đã rơi vào Diệp Thần trên thân thể mặt. Oanh! Toàn bộ hư không bộc phát ra một đoàn hắc vụ, trên mặt đất cường giả, nhìn hắc vụ không biết bên trong là tình huống gì. Muốn đến Diệp Thần hẳn đã chết đi. Bọn họ đã không dám tưởng tượng bộ dáng gì thực lực, mới có thể từ chùm tia sáng bên trong còn sống. Lôi đình hư ảnh vậy cho rằng Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá không nhìn thấy Diệp Thần thi thể, không có cách nào trở về phục mệnh, chỉ có thể yên lặng chờ. Hụ hụ hụ! Lúc này hắc ám bên trong truyền tới một giọng nói. Ánh mắt của tất cả vũ giả, nhìn chằm chằm hư không,
bọn họ ánh mắt nhìn lại, phát hiện Diệp Thần bò dậy. Cả người tràn đầy máu loáng, hắn hơi thở dị thường yếu ớt. Lôi Đình Hư Ảnh nhướng mày một cái, Diệp Thần lại vẫn còn sống, không chết. Đây là hắn căn bản không có tưởng tượng được sự việc. Diệp Thần chật vật đứng lên, hắn xương đều cảm giác sắp tán giá nhất dạng. Lôi Đình Hư Ảnh đưa ra chỉ một cái, nếu mới vừa rồi không có giải quyết hết Diệp Thần, không ngại lại bổ một đao. Chỉ một cái ánh sáng, trong nháy mắt bây giờ rơi xuống, Diệp Thần cảm giác được chí mạng cảm giác nguy cơ. Kinh khủng hơi thở, không ngừng tràn ra tới, Diệp Thần muốn đưa tay ra ở giữa huyết ma kiếm để ngăn cản, nhưng là nhẹ động một cái, cả người liền truyền tới đau đớn kịch liệt cảm. Muốn chết phải không? Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, hắn đã cảm giác được rơi xuống cảm giác nguy cơ. Vèo! Vào lúc này, một đạo đỏ xanh ánh sáng đột nhiên bây giờ lao ra trong cơ thể, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét. Là tiểu hoàng lực lượng. Đỏ xanh ánh sáng hóa là một đạo ngút trời cự thú hư ảnh. Há mồm ra, trực tiếp cắn nuốt Lôi Đình Hư Ảnh một đạo ánh sáng. Cố nhiên tiểu hoàng còn không có hoàn toàn luyện hóa cây kia xương sườn, nhưng giờ phút này vẫn hết sức giúp mình. Một màn này, để cho Lôi Đình Hư Ảnh sắc mặt, hoàn toàn trở nên khó coi. Có thể chiếm đoạt hắn thần lôi, làm sao có thể? Ngay tại lúc này, Diệp Thần ấn đường xuất hiện một giọng nói, ta không thể lấy ma đế thân phận ra tay, ta thuận tiện lấy ác ma mắt hình thức giúp ngươi đi. Diệp Thần ngẩn ra, con ngươi đông lại một cái, được. Ác ma mắt, mở. Lúc này, Diệp Thần cả người nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể hắn ma khí, điên cuồng tràn ra. Huyết ma kiếm ma khí không ngừng bùng nổ, trên hư không ma khí ngưng tụ, một đạo màu đen nhánh trong mắt, chậm rãi xuất hiện. Gió lớn gào thét, ma khí phun trào ở toàn bộ chiến trường thượng cổ bên trong. Kinh khủng à khí phá hủy hết thảy sức sống, một số võ giả bị ma khí ăn mòn, một cặp tròng mắt từ từ biến thành màu đỏ như máu. Ma khí xâm lược bọn họ trong cơ thể, để cho những võ giả này hoàn toàn biến thành một cái máy sát hại. Toàn bộ trên bầu trời phương, đám mây hoàn toàn nhiễm thành màu đỏ như máu. Làm ác ma mắt hiện thế một khắc kia, chiến trường thượng cổ tựa như biến thành một mảnh phế tích. Đỉnh núi cũng tốt, cung điện cũng được, khoảnh khắc bây giờ cũng đã bể tan tành. Ma khí bên trong xen lẫn khí tức hủy diệt. Ác ma mắt dáng thế, vạn vật tất cả là hủy diệt. Ở Diệp Thần sau lưng mấy chục ngàn ma thần ngưng tụ, hướng về phía Diệp Thần không ngừng triều bái. Ác ma triều bái, vạn ma đứng đầu. Huyết ma kiếm nắm trong tay, một kiếm nhắm ngay Lôi Đình Hư Ảnh. Thân thể của hắn đau đớn, không có ảnh hưởng chút nào chiến ý, giờ phút này chỉ có giết hại. Quỷ mị giống vậy bóng người bỗng nhiên xông tới, bất hủ kiếm ý điên cuồng phun phát ra ngoài. Bất hủ kiếm ý ngưng tụ ở huyết ma trên thân kiếm mặt, tay dậy kiếm rơi, giống như một đạo hoa mi ánh sáng. Oanh! Một kiếm chém ra đi, biến dạng không gian, cả vùng cũng ở run rẩy không ngừng. Một kiếm càn quét chân trời. Trình độ cao nhất huy hoàng một kiếm, bỗng nhiên bây giờ đi tới Lôi Đình Hư Ảnh trước mặt. Oanh! Chém xuống một kiếm đi, ác ma mắt vào thời khắc này mở mắt ra. Mưu! Làm tròng mắt mở ra nháy mắt, toàn bộ trong hư không, xuất hiện một đôi đôi ánh mắt. Những thứ này con người tản mát ra kinh khủng hơi thở. Oanh oanh oanh! Trên hư không, một đôi cặp mắt bể tan tành, ma khí trút xuống ra. Toàn bộ mặt đất không ngừng chấn động, chia năm xẻ bảy. Ma khí điên cuồng xông về Lôi Đình Hư Ảnh, thế không thể đỡ. Hủy diệt lực lượng, không ngừng đả kích ở Lôi Đình Hư Ảnh phía trên. Lôi Đình Hư Ảnh biến mất. Hô! Trong hư không sấm sét dần dần tiêu tán, Diệp Thần rơi trên mặt đất, ngồi xếp bằng xuống. Diệp Thần thật sâu thở ra một hơi, nhìn một cái đan điền. Hoàn toàn biến hóa. Nếu như hợp đạo cảnh là một đạo hồ, vậy thời khắc này đan điền chính là mênh mông biển khơi. Tạo hóa cảnh nhất tầng thiên, thành. Diệp Thần mở mắt ra, giờ phút này trên thân thể hắn mặt thương thế không chỉ có đã khôi phục như cũ, trên người khí thế, lại là đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Linh võ đại lục đất thần bí. Trên thần long người đàn ông đứng lên, sắc mặt tái xanh, vô tận tức giận phun trào. Cả người trên mình tản mát ra hơi thở,
giống như linh võ đại lục nắm giữ. Mới vừa rồi, hắn cảm nhận được mình thi triển mạnh nhất đột phá tạo hóa cảnh lôi kiếp, lại diệt vong. Lần này, hắn cảm thấy chân chính nguy cơ. Hắn nhìn một cái thần long trong miệng luân hồi huyền bia, lẩm bẩm nói, cái thằng nhóc đó chẳng biết tại sao, không cách nào tra xem. Xem ra, quy củ không thể giữ nữa. Người này lớn lên, tuyệt đối uy hiếp. Ta phải biết người này rốt cuộc là ai, dù là kinh động những cái kia phiền toái người. Thiên đạo bản thể đưa ra chỉ một cái, rơi vào trong hư không. Vào lúc này, hư không xuất hiện một mặt gương, trên gương mặt lưu động hình ảnh, chẳng qua là ở đỏ xanh hư ảnh xuất hiện một khắc kia. Đỏ xanh hư ảnh chiếm đoạt thần lôi, để cho thiên đạo bản thể sắc mặt nhẹ biến đổi. Cái này thượng cổ hung thú lại muốn tái hiện thế gian. Bất quá, đây chẳng qua là một đạo hơi thở, không phải bản thể, ngược lại không coi là uy hiếp. Mấu chốt, vẫn là cái đó thần bí thanh niên. Nói xong, đầu ngón tay hắn bước ra một giọt máu tươi. Cùng lúc đó, càn khôn sát vực một đạo bình phong che chở bên trong, một cái sắc mặt ửng đỏ ông già đang ôm một cái hổ lô uống rượu. Ông già mơ mơ màng màng, hiển nhiên say. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cái này ông già không phải người khác, chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Đột nhiên, Vĩnh Hằng Thánh Vương trong mắt mở ra, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười bất đắc dĩ, nhìn về phía bình phong che chở đối diện. Thằng nhóc này thật không đỡ lo, ta vốn là lấy là ta không cần ra sân. Bây giờ nhìn lại, vẫn là không được à. Băng kiếm, nếu không ngươi ra tay. Bình phong che chở đối diện, đứng một đạo hơi thở kinh khủng bóng người. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, đối phương chính là băng kiếm tiên tôn. Chỉ bất quá, thời khắc này băng kiếm tiên tôn, đã sớm không phải tạo hóa tiên tôn, mà là phong môn đỉnh cấp, thậm chí trực bước nửa bước thái hư cảnh. Vô tận bị kẹt 5 tháng, hắn không có buông tha. Hắn ở cùng một người. Băng kiếm ngưng mắt nhìn càn khôn sát vực chỗ sâu, không để ý tới sẽ Vĩnh Hằng Thánh Vương, mà là lẩm bẩm nói, Diệp Thần, người ta thầy trò hai người cũng nên gặp mặt. Vĩnh Hằng Thánh Vương uống một hớp rượu, chật vật đứng lên, nói, được rồi băng kiếm, vẫn là ta ra tay đi. Cái này bình phong che chở ngăn cách hết thảy, người như muốn ngăn trở lực lượng kia, rất khó. Thằng nhóc kia ở càn khôn sát vực sự việc, hoàn toàn chọc nhiều người giận. Tầm thường thế lực tức giận, có lẽ hắn hoàn có thể kiên trì mấy phần. Nhưng là thiên đạo, xa không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Ta từ Hoa Hạ theo hắn tới nơi này, nhưng không thể để cho chúng ta hy vọng trắng trắng chết hiểu. Băng kiếm ngưng mắt nhìn càn khôn sát vực chỗ sâu, cuối cùng gật đầu một cái, hắn thân phận không thể bị thiên đạo phát hiện, ta như vận dụng lực lượng, thần quốc những người đó vậy sẽ phát hiện, đến lúc đó ngược lại hại Diệp Thần. Vĩnh Hằng Thánh Vương duỗi người, hơi híp ánh mắt đột nhiên nghiêm túc. Hắn gầy đét ngón tay bắt pháp quyết, một đạo cổ xưa màu vàng chữ viết hiện lên. Chữ viết tựa như đại biểu Vĩnh Hằng. Thiên đạo à thiên đạo, vì sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt đâu? Ngươi muốn động hắn, lão đầu tử ta có thể không đáp ứng. Vĩnh Hằng Thánh Vương đưa ra chỉ một cái, rơi vào thương khung bên trong. Mà ở xa xôi đất thần bí trước mặt đàn ông, ở Diệp Thần hình ảnh mau phải xuất hiện một khắc kia, gương ẩm ẩm bể tan tành. Rắc rắc, trên bầu trời gương chia 5 x 7, người đàn ông kia nổi giận gầm lên một tiếng. Ở thời khắc mấu chốt, lại có người ngăn cản hắn. Lần này lại là ai? Người cản ta chết. Trên thần long người đàn ông cảm giác được hơi thở, bước ra một giọt máu tươi, rồi sau đó hướng về phía tan vỡ gương, chỉ một cái rơi xuống. Trên đầu ngón tay mặt hơi thở, dị thường khủng bố. Không gian biến dạng, vô tận khí lưu đang điên cuồng phun trào. Càn khôn sát vực xuất hiện cuồng phong bạo vũ, cuộn sạch hết thảy. Vô số võ giả kinh hãi. Mà làm phép Vĩnh Hằng Thánh Vương khóe miệng rịn ra đỏ bừng máu tươi. Hắn cả người sắc mặt, dần dần trắng bệch, trên thần long người đàn ông chỉ một cái, để cho hắn bị không nhẹ thương thế. Người đàn ông kia, thật tức giận. Bình phong che chở nội bộ băng kiếm trong mắt híp lại, nói, Vĩnh lão, một kích này uy lực. Ngươi có thể hay không chịu đựng ở. Ngươi né hắn lâu như vậy, tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ phát hiện sự tồn tại của ngươi. Vĩnh Hằng Thánh Vương bước ra một bước, kiếm chỉ một chút, rượu tới.
Bầu hồ lô bay đến Vĩnh Hằng Thánh Vương trước mặt, bắt lại. Ừng ực, uống một hơi cạn sạch. Vậy Diệp tiểu tử cũng dám lay trời sấm, ta Vĩnh Hằng Thánh Vương há có thể sợ hãi. Thời gian chưa tới, thiên đạo kia không cách nào rời đi cung điện. Chỉ có thể dùng thủ đoạn như vậy. Nếu như loại thủ đoạn này ta cũng không giải quyết được, ta lại phối tên gì Thánh Vương? Chùi đạo tăng thương, là ta Vĩnh Hằng, chỉ một cái phá trời, vạn vật ta giấu. Mở. Vĩnh Hằng Thánh Vương trên mặt, không có bất kỳ biến hóa nào, vô luận như thế nào, vậy phải bảo vệ Diệp Thần. Tay hắn chỉ bên trong, ngưng tụ ra ánh sáng màu trắng, ngay tức thì bay bắn ra, tựa như vượt qua vạn dặm, không có vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Hết thảy các thứ này Diệp Thần hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác, căn bản không biết. Làm xong hết thảy các thứ này, Vĩnh Hằng Thánh Vương khóe miệng một nụ cười, hắn đã che giấu Diệp Thần hơi thở. Chỉ bất quá cái này thuật pháp giá quá lớn. Cho dù là người nọ bản thể muốn tìm ra Diệp Thần, vậy căn bản không dễ dàng. Băng kiếm ngưng trọng nhìn một cái Vĩnh Hằng Thánh Vương, thở dài một hơi, chúng ta giúp hắn như vậy cũng không phải là một đầu à. Thằng nhóc này phải mau sớm đi Thần Hỏa Học Viện, chỉ có nơi đó mới tính có chống lại thần quốc những tên kia lực lượng. Mà giờ khắc này, Linh Võ Đại Lục một nơi mây mù vòng đất thần bí. Trên thần long người đàn ông ngực phập phồng, vốn là đã mau phải tìm được, ai biết lần nữa bị người phá hoại. Hắn tâm tình có thể tưởng tượng được. Hắn con người đông lại một cái, đột nhiên cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi hơi thở kia. Tựa hồ là tên kia. Nguyên lai, tên kia vẫn còn ở Linh Võ Đại Lục. Chẳng lẽ, hắn còn muốn vải cái đó thần quốc Diệp gia cục? Đã nhiều năm như vậy, còn không có buông tha. Vĩnh Hằng Thánh Vương à Vĩnh Hằng Thánh Vương, người thật lấy là những cái kia truyền thuyết là thật. Ngu muội, buồn cười. Nói tới chỗ này, trên thần long người đàn ông nhìn về phía đại điện lối vào. Thiên sát ở chỗ nào? Rất nhanh. Ở bên cạnh hắn xuất hiện một người nam tử. Chàng trai trên mình xen lẫn khí tức hủy diệt, không ngừng lưu động, mặt hắn gò má màu đen, ở hắn nửa bên mặt trái lên, còn có một cái màu đỏ dấu vết. Đại nhân, thiên sát quỳ xuống ở trên trời đạo bản thể trước mặt, lẳng lặng chờ. Đi càn khôn sát vực tìm một cái người, sau đó giết. Còn nữa, Vĩnh Hằng Thánh Vương tựa hồ còn sống, cho ta điều tra. Một khi tìm được, không tiếc bất cứ giá nào mang về nơi này. Trên thần long người đàn ông một chỉ điểm ra, cầm mới vừa rồi hình ảnh, truyền tống đến thiên sát trong đầu. Lấy cái này làm đầu mối, tin tưởng không cần thời gian bao lâu, liền có thể tìm được đối kháng hắn người đàn ông. Thiên sát cáo lui, trên thần long người đàn ông nhìn một cái luân hồi huyền bia, bóng người vậy dần dần biến mất. Mà ở hắn và Vĩnh Hằng Thánh Vương rằng co thời điểm, Linh Võ Đại Lục truyền tới tất cả loại dị tượng. Toàn bộ Linh Võ Đại Lục bầu trời, thật giống như xuất hiện một đạo liệt ngân, giống như thiên đạo cơn giận. Càn khôn sát vực. Băng kiếm ngưng mắt nhìn Vĩnh Hằng Thánh Vương, hỏi cảm giác như thế nào, có đáng ngại hay không? Vĩnh Hằng Thánh Vương sờ một cái râu, đáng tiếc à? Băng kiếm ngẩn ra, hiếu kỳ nói, đáng tiếc người bị thương. Vĩnh Hằng Thánh Vương cười một tiếng. Cầm ra bầu rượu quơ quơ, đáng tiếc ta cái này rượu ngon, mới vừa rồi uống quá nhanh, không có tỉ mỉ phẩm. Rượu ngon như vậy à, liền bởi vì tên kia phá hoại lãng phí như thế nhiều, cũng may, cũng rơi vào ta trong bụng. Băng kiếm. Vĩnh Hằng Thánh Vương đem bầu rượu treo ở giữa eo, nghĩ tới điều gì, nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi có phải hay không nên cầm thằng nhóc kia kêu đến. Ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại các loại. Cùng thằng nhóc kia cướp đoạt giết vực cơ duyên, hiện tại, cũng không xê xích gì nhiều. Cái này giết vực sắp đóng cửa, nếu như ngươi lại không đem thằng nhóc kia hấp dẫn tới đây, ngươi thật là liền cả đời nhất thế vây ở chỗ này. Tốt lắm, ta cũng không dự định dừng lại. Ta hoàn có rất nhiều chuyện phải đi làm, tên kia khẳng định sẽ phái người điều tra càn khôn sát vực sự việc, người nhiều tai mắt lẫn lộn, gặp qua Diệp Thần võ giả, ta đều phải xóa đi trí nhớ. Còn nữa, hồn điện vậy quan tài đá, mắt không gặp là sạch sẽ, ta vậy phải nghĩ biện pháp hủy đi. Đó cùng Diệp Thần từ cùng một chỗ đi lên Lâm Tuyệt Long. Ta luôn cảm giác hắn khí tức trên người để cho ta rất không thoải mái. Nói xong, Vĩnh Hằng Thánh Vương liền biến mất ở giữa trời đất.
Băng kiếm nhìn một cái sau lưng hết thảy. Bình phong che chở bên trong, linh khí mỏng manh. Vạn năm trước, hắn bị kẹt ở chỗ này, bản mất hết ý chí, lại phát hiện niềm vui ngoài ý muốn. Nơi đây có đếm không hết tài sản. Đừng nói chân thần khí, dù là thánh binh đều như cũ tồn tại. Vô tận linh thạch và thiên tài địa bảo. Cái này vạn năm thời gian, đều bị hắn cướp đoạt và hấp thu. Vĩnh hằng năm tháng, chỉ có tu luyện làm bạn. Hiện tại, vậy tên học trò đến lúc, cũng nên rời đi. Nghĩ tới đây, băng kiếm tiên tôn nhìn một cái bình phong che chở, tích xuất 10 giọt máu tươi, cả người sắc mặt dị thường trắng bệch, hắn khóe miệng bên trong một búng máu phun ra. 10 giọt máu tươi đồng thời bước ra, thiếu chút nữa liền muốn tổn thương đến căn nguyên, chỉ bất quá bây giờ hắn, vậy không thể chú ý như thế nhiều. Máu tươi ở hắn bên người không ngừng lưu chuyển, tạo thành một đạo to lớn chùm ánh sáng. Lúc này, băng kiếm tiên tôn trong cơ thể năng lượng, không ngừng chuyển vận đến máu tươi bên trong. Một đạo to lớn chùm ánh sáng phóng lên cao, chùm ánh sáng bên trong, lơ lửng một chuôi băng kiếm. Băng kiếm có thể là Diệp Thần chỉ dẫn phương hướng. Làm xong hết thảy các thứ này, băng kiếm tiên tôn nhắm mắt lại, chậm rãi chờ đợi. Hy vọng Diệp Thần có thể ở càn khôn sát vực bên trong thấy. Ở chiến trường thượng cổ bên trong, Diệp Thần phát giác thiên địa dị tượng, hắn trong lòng có chút bất an, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện một đạo cột sáng. Ở cột ánh sáng phía trên nhất, hoàn lơ lửng băng kiếm. Thấy một màn này, Diệp Thần cả người sắc mặt biến hóa. Cái này, đây là sư tôn hơi thở. Thời khắc này Diệp Thần, lại cũng không muốn đi tìm gì cơ duyên, hắn tới càn khôn sát vực bên trong, chính là vì tìm băng kiếm tiên tôn. Hiện tại hắn thấy băng kiếm tiên tôn gửi tới chỉ dẫn, lại cũng không khống chế được nội tâm tâm tình kích động. Hắn phải lập tức rời đi chiến trường thượng cổ, dọc theo đường đi không có chút do dự nào, tìm được trước đi tới màu đen trong nước xoáy mặt. Bước ra một bước, trực tiếp tràn vào đến màu đen vòng xoáy bên trong. Làm hắn một lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện đi tới một tòa tàn phá cung điện. Hồn điện cường giả muốn bố trí cái gì, bên trong 49 cái quan tài đá và càn khôn cung bên trong quan tài đá, có cái gì khác biệt, hắn bây giờ không có tâm tình điều tra. Một lần nữa đi tới màu đen vòng xoáy, quyết định đem Kỷ Lâm các nàng từ trong sơn động mang ra ngoài, cùng nhau tìm sư tôn. Thật may Vĩnh Hằng Thánh Vương che giấu Diệp Thần hơi thở, như nếu không, vào lúc đó, thiên đạo bản thể chỉ một cái rơi xuống. Dựa vào Diệp Thần trước mắt bây giờ thực lực, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Chỉ một cái tuyệt đối có thể chớp nhoáng giết chết Diệp Thần. Vĩnh Hằng Thánh Vương trước một mực đang len lén bảo vệ Diệp Thần, để ngừa bị thương tổn, cũng là thật may lần này hắn nhận ra được. Nếu không Diệp Thần cũng sớm đã là một người chết. Diệp Thần một cước bước vào màu đen trong nước xoáy mặt. Rất nhanh, hắn liền trở về đã từng và Kỷ Lâm các người ước định địa phương. Còn chưa đến gần hang núi, Diệp Thần liền phát hiện cửa hang đã bị mấy vị tinh khiếu cảnh cường giả bao vây. Càn khôn sát vực sắp đóng, những giặc cướp này biết, lúc này giết vực ở giữa võ giả cơ duyên tối đa. Lúc này mới dự định cướp lấy. Hơn nữa, Kỷ Lâm đám người tu vi và hơi thở cũng không cường đại. Đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn là không thể nào trả thù tồn tại. Diệp Thần hướng những cái kia tinh khiếu cảnh cường giả đi tới. Người sau hiển nhiên cũng là phát hiện Diệp Thần, chỉ bất quá những người này cũng không có bước vào càn khôn sát vực chiến trường thượng cổ, càng không phải tới từ Tây Vực, tự nhiên không biết Diệp Thần thân phận. Một người cầm đầu ngưng mắt nhìn Diệp Thần, phát hiện đối phương lại có thể bất quá tạo hóa cảnh, cả cười. Thằng nhóc, đứng lại cho ta. Nhưng mà, Diệp Thần bước chân căn bản không có dừng lại. Cái này làm cho tinh khiếu cảnh cường giả, có một ít không nói, có thể hay không cho bọn họ đánh cướp một chút tôn nghiêm. Ít nhất cũng phải toát ra một tia khiếp đảm thần sắc. Làm Diệp Thần thấy Kỷ Lâm và Lãnh Nhan các người, thật dài thở ra một hơi. Thời khắc này Kỷ Lâm đang ngồi ở trên một tảng đá, một vừa ăn thứ gì, một bên khinh thường nhìn trước mặt mấy người. Nàng bên người trông nom Viêm Khôn, sát ý ngưng tụ. Tiểu khôn tử, ta không muốn lãng phí máu tươi, người động thủ đi. Lời còn xa sút hạ, Kỷ Lâm chính là phát hiện Diệp Thần bóng người, vội vàng đứng lên, kích động nói, Diệp Thần à, cũng quá xem nhẹ sẽ gạt người,
ngươi nói đi ngay một lát, cái này bao lâu? Ngươi không trở lại nữa, ta đều phải lão. Còn nữa, những thứ này nhỏ tạp mau tới một sóng lại một sóng, phiền chết ta. Nghe được Kỳ Lâm vũ nhục mình như vậy, những cái kia tinh khiếu tên cướp sắc mặt tái xanh. Diệp Thần cười một tiếng, hướng Kỳ Lâm đi tới, cũng đối với Viêm Khôn nói. Viêm Khôn, những người này giao cho ngươi, cho một mình ngươi ra tay biểu hiện cơ hội. Đối với những người này, Diệp Thần cũng không muốn động thủ. Bất quá là tinh khiếu sơ kỳ. Viêm Khôn một mặt im lặng nhìn Diệp Thần, những người này hắn vậy căn bản cũng không muốn ra tay. Chỉ bất quá Diệp Thần mà nói, hắn nghe vẫn là, một bước đứng ra, nhìn những võ giả này, lạnh giọng mở miệng nói, các ngươi những người này, xuất thủ một lượt đi. Cầm đầu tinh khiếu cảnh tầng 3 thiên cường giả, cả người nhướng mày một cái. Tướng mạo xấu xí này người, thật sự là quá xem thường bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn chính là loại làm nhục, nói thế nào, bọn họ ở linh võ đại lục cũng là một khối cường giả à. Nếu đám người này như vậy tự tìm cái chết, vừa động thủ một cái. Dứt lời, mấy đạo thân ảnh ngay tức thì xông ra ngoài. Viêm Khôn nhướng mày một cái, trong tròng mắt thoáng qua một tia lửa giận. Sau đó cầm chặt quả đấm, phát ra tiếng kéo kẹt, cả người bóng người, vào giờ khắc này bỗng nhiên bây giờ xông tới. Làm hắn xông tới trong nháy mắt, liền đã tới hai người tinh khiếu võ giả bên người. Viêm Khôn tốc độ chân thực quá nhanh, để cho hai người võ giả cũng không có thấy rõ ràng. Lúc này, bọn họ bụng đột nhiên bây giờ truyền tới một cổ đau đớn kịch liệt. Phốc suy, hai người một búng máu phun ra ngoài, cả người thân thể ngã trên mặt đất. Nhất kích trực tiếp trong nháy mắt giết. Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như càn khôn tộc người liền hai người tinh khiếu cảnh cũng không giải quyết được, ban đầu cũng sẽ không thống trị toàn bộ linh võ đại lục. Nhưng mà, cầm đầu vị cường giả kia, hoàn toàn sợ ngây người. Ngắn ngủi một hơi thở thời gian, hai người tinh khiếu võ giả trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Đây cũng quá giả đi. Để cho hắn có một có loại cảm giác không thật, trong nội tâm của hắn mặt xông ra một cổ dự cảm xấu. Quả nhiên Viêm Khôn giải quyết hết hai người sau này, cũng không có buông tha, ngược lại hướng những cái kia võ giả trực tiếp xông tới. Viêm Khôn giống như chó sói như dê trong nhóm chat, mỗi một hơi thở thời gian, đều mang đi một người. Ngắn ngủi không tới 10 hơi thở thời gian, đánh cướp mọi người, chỉ còn lại cầm đầu người đàn ông. Vốn là phát huy lên đánh cướp đội ngũ, trong nháy mắt trở lại trước giải phóng. Giờ phút này cầm đầu đàn ông đã muốn không được quá nhiều, phốc thông một tiếng, cả người trực tiếp quỳ xuống ở Viêm Khôn trước mặt. Hắn biết, lần này hoàn toàn đá tấm sắt, mình có thể hay không còn sống cũng không biết. Diệp Thần nhìn một cái, sau đó trực tiếp nói, giết. Loại người này, cũng không biết tu luyện thế nào đến tinh khiếu cảnh, làm lên đánh cướp câu làm. Viêm Khôn đối với Diệp Thần mà nói, căn bản không sẽ có bất kỳ phản bác. Một trường rơi xuống. Tinh khiếu cảnh tầng 3 thiên võ giả, đầu chảy ra máu loáng, rất miễn cưỡng ngã trên mặt đất. Giải quyết hết những giặc cướp này sau này, Diệp Thần chưa từng có giải thích thêm, trực tiếp tiếp tục lên đường, hướng băng kiếm tiên tôn chỉ dẫn xông tới. Hai tiếng trôi qua, Diệp Thần phát hiện vừa đến gần, uy áp càng ngày càng lớn mạnh. Lý Đình đã hoàn toàn không thể chống đỡ, chỉ có thể đi tới Diệp Thần bên cạnh, miễn cưỡng ngăn cản. Lãnh Nhan vẫn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, chỉ bất quá trên mặt thống khổ thần sắc, càng ngày càng nồng đậm. Kỳ Lâm sớm lúc trước liền đã tới Diệp Thần bên người, còn như Viêm Khôn mà nói, hoàn không có vấn đề gì quá lớn. Những thứ này uy áp mặc dù có thể cho Diệp Thần bọn họ mang đến nhất định lực cản, nhưng cũng sẽ không để cho bọn họ nửa bước khó đi. Tiếp tục được đi 2 giờ sau đó, Diệp Thần ngẩng đầu một cái phát hiện ở bọn họ đang phía trước. Xuất hiện một tòa tử thành. Đúng, tòa tử thành tràn đầy tử khí nồng nặc, không chỉ có như vậy, Diệp Thần hoàn nhận ra được một tia băng kiếm tiên tôn hơi thở. Hắn đi nhanh tới, phát hiện ở tử thành phía trên có khắc thần quốc chi tù 4 chữ. Chẳng lẽ băng kiếm tiên tôn bị kẹt căn bản không phải bất ngờ, mà là thần quốc nơi là. Ban đầu băng kiếm tiên tôn bất quá là tạo hóa cảnh, thần quốc vì sao phải vây khốn băng kiếm tiên tôn vạn năm? Diệp Thần không biết là, băng kiếm tiên tôn mặc dù bị khốn tại càn khôn sát vực,
chính là bởi vì bất ngờ nghe được đến từ mấy vị thần nước cường giả bí mật, chỉ bất quá thần quốc cường giả, ban đầu cũng không có lựa chọn giết chết băng kiếm tiên tôn, ngược lại lựa chọn đem băng kiếm vĩnh viễn nhốt ở nơi này tọa trong tử thành. Ở bọn họ xem ra, vực sâu vô tận và không tiếng động thế giới, hành hạ một con kiến hôi, để cho đối phương từ từ tử vong so trực tiếp giết chết thú vị nhiều. Còn như được cứu, căn bản không có thể. Chỉ có thần quốc máu, mới có tư cách phá vỡ. Tử thành có vô số linh khí và tài sản, có thể tu luyện, nhưng là băng kiếm tiên tôn nhưng vĩnh viễn không cách nào rời đi tử thành. Những cái kia thần cao cao tại thượng quốc cường người muốn dùng cái này phai mở băng kiếm tiên tôn hết thảy. Thậm chí đạo tâm, Diệp Thần để cho những người khác ở ngoài cửa chờ. Hắn đưa tay ra, tay đang run rẩy. Cuối cùng vẫn là chạm được cánh cửa kia lạnh như băng. Luân hồi mộ địa ở dị động. Diệp Thần biết, đó là băng kiếm tiên tôn mộ bia. Kẽo kẹt, cửa mở ra. Lạnh như băng quang để cho Diệp Thần gò má có chút đâm đau. Hắn chậm rãi đi vào. Vô tận lạnh như băng, không có một tia thanh âm. Có thể tưởng tượng được một người ở chỗ này là thống khổ dường nào. Đừng nói vạn năm, dù là một ngày cũng đủ để cho đạo tâm tan vỡ. Không có trao đổi. Cả thế giới duy chỉ có ngươi. Cái này loại buồn tẻ, Diệp Thần không hiểu, vậy hy vọng đời này đều không phải hiểu. Diệp Thần hướng chỗ sâu đi tới. Sương mù dày đặc tản ra. Hắn thấy được một tôn bóng người, cả người bạch bào, tiên khí bức người. Hắn hốc mắt có chút ửng đỏ, chuyện cũ như nước thủy triều vào tới. Ta tên là băng kiếm tiên tôn, thân phận thật sự chính là linh võ thế giới bắc vực vạn kiếm đế cung thất trưởng lão, tên thật là Lam Tuyết Nguyệt. Ta chính là Côn Lôn Hư Quang Minh Điện đường đứng đầu, hôm nay ta Côn Lôn Hư gặp gỡ huyết kiếm môn tập kích, phải đối mặt mấy vị hợp đạo cảnh, hơn 10 vị hỗn nguyên cảnh công kích. Ngươi là linh võ gia tộc nào hậu duệ? Đều không phải là. Không có sao. Ta giúp ngươi. Thằng nhóc, ta là ngươi sư tôn, dạy ngươi vạn kiếm đế cung kiếm quyết. Ngươi như vậy thi triển không đúng, ngươi thiếu thiếu nắm trong tay, lần nữa tới. Đồ nhi, nhớ, ngươi là ta tín ngưỡng, cũng là chúng ta trăm người hy vọng. Đồ nhi, vi sư sắp tiêu tán, hy vọng chúng ta có thể có cơ hội gặp mặt. Chỉ là không biết gặp nhau sẽ ở lúc nào, ta vừa có thể hay không chống đỡ đến cái đó thời gian. Vi sư không có tiếc nuối lớn nhất chính là không nhìn thấy người bước lên linh võ đại lục đỉnh cấp. Chuyện cũ tiêu tán. Diệp Thần bước chân dừng lại. Hai tròng mắt đối mặt. Hắn thấy được vị thứ nhất luân hồi mộ địa đại năng bản thể. Tên là Xanh Huyết Nguyệt, lại gọi là băng kiếm tiên tôn. Lần này, rốt cuộc không phải thần niệm. Luân hồi mộ địa mỗi một vị đại năng, Diệp Thần đều biết, bọn họ là hiền lành, vô tư. Nếu là không có bọn họ, hắn đã sớm bỏ mạng ở con đường võ đạo lên. Mà hắn phải làm chính là không tiếc bất cứ giá nào cứu ra. Giờ phút này băng kiếm tiên tôn cũng nhìn thấy Diệp Thần, hắn một cặp tròng mắt dần dần ướt át. Hắn cười. Được được được. Hắn vốn cho là muốn khốn tại trong tử thành cả đời, nhưng mà hắn học trò cuối cùng vẫn phải tới. Sư tôn. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị bước ra một bước, ở trên hư không. Đột nhiên xuất hiện hai đạo cột sáng màu trắng. Chùm tia sáng trực tiếp bao phủ ở Diệp Thần, ngoài ra một đạo cột sáng bao phủ ở băng kiếm tiên tôn. Băng kiếm tiên tôn mở miệng nói chuyện, nhưng mà Diệp Thần cũng không có nghe được bất kỳ thanh âm. Hiển nhiên tu vi không đủ. Bọn họ hai người khoảng cách như vậy gần, nhưng là giống như ở hai tiếng không bên trong. Diệp Thần cầm ra máu ma kiếm và Chu Thiên Thần ma thương. Cái này cấm chế hắn phải nghĩ biện pháp đánh vỡ, nếu không bọn họ sẽ bị vây chết ở chỗ này, vậy vĩnh viễn không có cách nào giải cứu ra sư tôn. Huyết ma kiếm bộc phát ra ánh sáng sáng chói, một kiếm bỗng nhiên rơi xuống. Huyết ma kiếm rơi vào cột sáng màu trắng bên trong, nhưng mà chùm tia sáng không nhúc nhích tí nào, liền một chút vết rách cũng không có xuất hiện. Chu Thiên Thần ma thương, khoảnh khắc bây giờ rơi xuống, kiếm khí. Thương ý không ngừng ở trong cấm chế mặt lưu động. Oanh, oanh, oanh. Lá dùng hết toàn thân khí lực, nhưng mà không có bất kỳ tác dụng gì, chùm tia sáng tựa như vĩnh hằng bất diệt vậy. Dù là Diệp Thần bộc phát ra mạnh đi nữa công kích, vậy không làm nên chuyện gì.
Diệp Thần trong nội tâm dần dần có một ít phiền não. Hắn cách mình sư tôn chỉ có một bước xa, nhưng mà nhưng thủy chung không có cách nào bước ra đi. Ở Diệp Thần sau lưng, vô tận ma khí phun trào, phát ra từng cơn tiếng vang. Máu thần, canh kim khí, giết liền giới vực, vô số lá bài tẩy trực tiếp bộc phát ra. Huyết ma kiếm bên trong ma khí, điên cuồng tràn ra, bất hủ kiếm ý, vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Diệp Thần nâng lên cánh tay, một kiếm cơ múa ra, hắn cũng không tin, không thể phá vỡ chùm tia sáng. Bên ngoài Lãnh Nhan và Lý Đình các nàng mang Kỳ Lâm, không ngừng lui về phía sau. Bên trong Diệp Thần trên người bây giờ bộc phát ra khí thế, chân thực quá mức đáng sợ. Các nàng hoàn toàn không đỡ được, cũng chỉ có Viêm Khôn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Kiếm quang rơi vào chùm tia sáng phía trên, một tiếng nổ, truyền tới một tiếng nổ vang, nhưng mà chùm tia sáng vẫn là không có một tia phản ứng. Diệp Thần trong mắt đỏ thẫm, thu hồi vũ khí, một quyền tiếp theo một quyền đánh vào bình phong che chở bên trên. Giống như phong ma, hắn tiến vào càn khôn sát vực lâu như vậy, chính là vì tìm được băng kiếm tiên tôn. Nhưng mà hiện tại gặp mặt, nhưng khoảng cách xa như vậy. Loại đau khổ này, hắn chẳng ngờ chịu đựng. Thằng nhóc, rất lực không thể được. Muốn phá vỡ thần quốc chi tù, chỉ có thần quốc chọn chúng người, mới có cơ hội tiến vào. Mà giờ khắc này, luân hồi mộ địa bên trong, truyền tới Phong Thanh Dương thanh âm. Phong Thanh Dương vừa dứt lời, tiếp tục mở miệng nói, người đã kích thích bộ phận luân hồi huyết mạch, có thể vận dụng luân hồi huyết mạch, ngưng tụ thần hỏa dấu vết. Diệp Thần nghe được Phong Thanh Dương mà nói, nhẹ khẽ gật đầu, ở trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch vận chuyển, xích trần thần mạch, không ngừng tràn ra. Ở trán hắn phía trên, xuất hiện một cái màu lửa đỏ dấu vết. Làm màu lửa đỏ dấu vết xuất hiện ở một chớp mắt kia, Diệp Thần cảm giác được cấm chế nhỏ nhẹ chập chờn. Diệp Thần con người vui mừng, bước ra một bước, từ trong cấm chế mặt đi ra ngoài, đi tới băng kiếm tiên tôn trước mặt. Sư tôn, Diệp Thần vừa định được thầy trò lễ vật, băng kiếm tiên tôn cánh tay vung lên, một cổ lực lượng vô hình ngăn cản Diệp Thần. Đồ nhi, người ta bây giờ cũng không cần như vậy hành lễ. Giờ phút này băng kiếm tiên tôn nhìn Diệp Thần, mặt đầy vui vẻ yên tâm, ban đầu nếu như không phải là bởi vì luân hồi mộ địa mà nói, bọn họ hai người cũng sẽ không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Bỏ mặc Diệp Thần có thể hay không mang hắn rời đi, chỉ cần có cái này một phần tâm ý cũng đã đủ. Sư tôn, ta hiện tại mang ngươi rời đi. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, băng kiếm tiên tôn nhẹ khẽ gật đầu, làm bọn họ hai người chuẩn bị bước ra cấm chế thời điểm. Nhưng phát hiện hắn có thể bình yên vô sự đi ra. Băng kiếm tiên tôn chỉ có thể khốn ở bên trong. Vốn là hắn lấy là thúc dục luân hồi huyết mạch lực lượng, là có thể mang đi mình sư tôn, nhưng mà bây giờ nhìn lại, căn bản không được. Diệp Thần, người mặc dù có tư cách ra vào trong này, chỉ bất quá muốn cứu ra băng kiếm tiên tôn, nhất định phải lấy máu tươi làm chất dẫn, đánh vỡ chết trung tâm thành thần quốc trận bàn đá, chỉ bất quá một khi đánh vỡ trận bàn đá mà nói. Thần quốc cường giả liền sẽ phát hiện. Phong Thanh Dương sau khi nói xong, cũng không có tiếp tục nói một chút. Diệp Thần hiển nhiên vậy rõ ràng, một khi thần quốc cường giả phát hiện, đến lúc đó muốn thối lui ra tử thành, chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng. Ta biết, không quá ta sư tôn, nhất định phải cứu ra. Diệp Thần trong mắt tràn đầy thần sắc kiên định. Thần quốc cường giả thì như thế nào? Ban đầu hắn có thể đối kháng thiên đạo. Chẳng lẽ thần quốc cường giả so thiên đạo còn lợi hại hơn? Hôm nay vô luận như thế nào, băng kiếm tiên tôn cũng phải cứu ra, dù là để cho hắn chi tiền ra bất kỳ giá phải trả, đều ở đây nơi không chối từ. Sư tôn, ngươi chờ ta một chút, lập tức mang ngươi rời đi. Thần quốc sự việc, chính hắn vác. Ban đầu băng kiếm tiên tôn, nhiều lần cứu mình, lại là cầm một thân bản lãnh truyền thụ cho hắn. Dù là chi tiền ra bất kỳ giá phải trả, cũng phải đem mình sư tôn cho cứu ra. Đáp ứng ban đầu sự việc, nhất định phải thực hiện. Băng kiếm tiên tôn nhìn Diệp Thần hình bóng, thần sắc phức tạp. Hắn cố nhiên muốn đi ra ngoài, nhưng mà dựa theo Vĩnh Hằng Thánh Vương ý nghĩa, mình đi ra ngoài, hắn nhân quả liền muốn Diệp Thần nhận chịu. Lần này, Diệp Thần chẳng lẽ muốn sớm cùng thần quốc chống lại? Tạo hóa cảnh đối kháng thần quốc. Đơn giản là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng mà,
hắn không có ngăn cản. Bởi vì Vĩnh Hằng Thánh Vương nói cho hắn, đây là Diệp Thần trong cuộc đời tất phải đối mặt cướp. Có lẽ hắn đi ra ngoài, mới có thể tốt hơn bảo vệ Diệp Thần. Có thể có như vậy đệ tử, cho dù là chết, cũng không tiếc. Diệp Thần đi tới Tử Thành Trung ương, phát hiện một tòa cung điện sừng sững, đẩy cửa ra, đi vào cung điện, truyền tới một hồi tử khí nồng nặc. Vọng mắt vừa thấy, phát hiện vô số xương trắng, chất ở cung điện xó xỉnh. Những thứ này xương trắng, không biết chết đi thời gian bao lâu, tử khí không ngừng lưu động, để cho Diệp Thần có một ít không thích ứng. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía, cái này tọa trong tử thành có vật gì, hết thảy đều là không biết. Rắc rắc, lúc này truyền tới một trận tiếng vang, vốn là chết đi hài cốt từng cái đứng lên. Khi bọn hắn đứng lên một khắc kia, trực tiếp hướng Diệp Thần bóng người xông tới. Mỗi đi một bước, bọn họ xương truyền tới thọt lét tiếng vang, tựa hồ cũng sắp gãy lìa. Diệp Thần trong tay huyết ma kiếm cầm chặt, như quỷ mị bóng người trực tiếp xông tới. Ở hắn xông tới trong nháy mắt, trên người ma khí không ngừng bộc phát ra. Một kiếm vung chém ra, một đạo kiếm khí bén nhọn bỗng nhiên bây giờ rơi xuống. Kiếm khí quét ngang qua, trước mặt nhất một hàng hài cốt, trực tiếp nghiền. Những hài cốt này thực lực cũng không cường đại, Diệp Thần muốn phải giải quyết dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá cần phải hao phí một chút thời gian mà thôi. Kiếm ý không ngừng lan tràn, mỗi một lần quơ múa đi ra ngoài, đều mang đi một mảng lớn hài cốt. Diệp Thần bước ra bước chân, không ngừng tiến về trước. Ở hài cốt phía sau nhất, Diệp Thần thấy thần quốc trận bàn đá, hắn không khỏi được bước nhanh hơn. Không ngừng giải quyết hết những hài cốt này sau này, Diệp Thần khoảng cách thần quốc trận bàn đá, chỉ còn lại hai khoảng trăm thước. Ở hắn chuẩn bị đi thời điểm, đột nhiên bây giờ truyền tới âm lãnh tiếng gió. Diệp Thần đứng tại chỗ, cả người cau mày, cẩn thận quan sát bốn phía. Đạp đạp đạp. Vào thời khắc này, truyền tới một loạt tiếng bước chân. Tử thành bên trong, một đạo hư ảnh nổi lên. Muốn phá hoại thần quốc trận bàn đá, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện nam tử người mặc quần áo đen, trong tay cầm một chuôi lưỡi liềm. Lưỡi liềm phía trên lóe hàn quang, hắn bước ra một bước, toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái thâm hậu dấu chân. Đầu đội màu đen nón lá, gò má như ẩn như hiện, hắc ám bên trong, giống như một cái tử thần. Diệp Thần trong tay Chu Thiên Thần Ma Thương lấy ra, như tia chớp tốc độ, bỗng nhiên bây giờ xông tới. Nếu là kẻ địch, vậy không cần thiết lãng phí miệng lưỡi. Làm Diệp Thần xông tới trong nháy mắt, người đàn ông đồ đen không có bất kỳ động tác, tay hắn cánh tay nhẹ khẽ nâng lên, trong tay lưỡi liềm cầm chặt, giơ tay chém xuống. Ở lưỡi liềm rơi xuống trong nháy mắt kia, kinh khủng sát ý bỗng nhiên bây giờ truyền tới. Sát ý lan tràn. Không biết người đàn ông đồ đen giết chết nhiều ít võ giả, mới đạt tới bước này. Diệp Thần một cặp tròng mắt dần dần ngưng trọng, Chu Thiên Thần Ma Thương vào giờ khắc này bỗng nhiên rơi xuống. Phịch, một thương một đao lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, truyền tới một cổ to lớn lực phản chấn. Lực phản chấn hơi thở, để cho Diệp Thần không ngừng lui về phía sau, làm hắn lui về phía sau thời điểm, huyết ma kiếm nhất thời nắm trong tay. Một đạo kiếm quang bén nhọn. Đảo mắt bây giờ cũng đã xông về người đàn ông đồ đen. Kiếm quang bộc phát ra tia sáng chói mắt, không ngừng biến dạng không gian. Người đàn ông đồ đen vào lúc này, rốt cuộc có một tia động tác, hắn chỉnh người hai chân mượn mặt đất lực lượng, nhảy bắn lên. Ở nhảy cỡn lên ngay tức thì, vô căn cứ biến mất ở trong hư không. Làm hắn biến mất trong nháy mắt, Diệp Thần cảm nhận được sau lưng nguy cơ. Chớp mắt bây giờ vừa quay người. Trong tay huyết ma kiếm trực tiếp đón đỡ. Ở đón đỡ thời điểm, truyền tới to lớn lực phản chấn. Diệp Thần cả người bóng người không ngừng lui về phía sau, Chu Thiên Thần Ma Thương lập tức đâm ra đi. Thương ý không ngừng bộc phát ra, như một cái kim long quanh quẩn, phát ra một loạt gầm thét, xông lên đi giết. Đông! Một tiếng nặng nề tiếng vang, Diệp Thần bị lực phản chấn, tràn ra một tia máu loãng. Máu loãng không ngừng phun tràn ra, người đàn ông đồ đen bóng người, đã tới Diệp Thần trước mặt. Hắn nhìn Diệp Thần, trong tay lưỡi liềm trực tiếp nâng lên. Lưỡi liềm phía trên sắc bén phun trào, khủng bố đè nén hơi thở hạ xuống ở Diệp Thần trên thân thể mặt. Đè nén hơi thở phong tỏa lại Diệp Thần bóng người,
lưỡi liềm trong nháy mắt bây giờ rơi xuống. Diệp Thần trong tay huyết ma kiếm, trực tiếp nâng lên, một kiếm chém quá khứ. Sát ý ngang dọc, giết liền giới vực, trảm thiên nhất kiếm. Diệp Thần vẫy tay một kiếm, tử vong ý phủ đầy toàn bộ huyết ma kiếm, nhiệt độ của không khí chung quanh bỗng nhiên hạ xuống. Trên mặt đất xuất hiện tầng tầng hàn băng, kiếm quang chiếu sáng cửu châu, quơ múa ra. Một đạo ác liệt kiếm mang, tại không gian bên trong lưu chuyển, mau như điện chớp, đi tới người đàn ông đồ đen bên người. Con kiến hôi, ngờ đâu thần quốc mạnh mẽ. Người đàn ông đồ đen tiếng nói vừa dứt, trong tay lưỡi liềm quơ múa ra, ở lưỡi liềm quơ múa đi ra thời điểm, trong hư không xuất hiện giống nhau 6 chuôi lưỡi liềm hư ảnh. Lưỡi liềm hư ảnh thế như trẻ tre, trực tiếp đánh vỡ Diệp Thần kiếm quang, hướng phương hướng của hắn phóng tới. Diệp Thần cả người từ trên mặt đất nhảy cỡn lên, một kiếm một thương ngay tức thì rơi xuống. Oanh, oanh, oanh. Một thương không ngừng đâm ra đi, một kiếm không ngừng chém về phía người đàn ông đồ đen ngực. Ác liệt thương ý và kiếm ý, không ngừng bộc phát ra, không khí chung quanh bên trong, lan tràn kiếm ý và thương ý, hai loại trộn chung. Người đàn ông đồ đen bóng người nhẹ lui về phía sau, hắn một cặp tròng mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Màu máu đỏ trong mắt, để cho người nhìn dị thường khủng bố, giống như quỷ hút máu ánh mắt. Hắn đưa ra ngón tay, đầu ngón tay huyết khí không ngừng tràn ra, thay đổi càng ngày càng dài. Huyết khí duỗi dáng dấp tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuyên phá Diệp Thần bụng và cánh tay. Màu máu đỏ trong mắt, diêm dúa quỷ dị, nháy mắt bây giờ từ trong ánh mắt của hắn mặt, bộc phát ra một đạo hồng quang. Hồng quang bên trong xen lẫn hủy diệt lực, muốn trực tiếp nghiền Diệp Thần thân thể. Diệp Thần một kiếm trực tiếp chặt đứt huyết khí, bóng người tránh thoát hồng quang. Đang tránh né một khắc kia, Diệp Thần quỷ dị bóng người đi tới người đàn ông đồ đen bên người. Trong tay Chu Thiên Thần Ma Thương, bỗng nhiên bây giờ đâm ra đi. Phịch! Một thương rơi xuống, trực tiếp xuyên thấu người đàn ông đồ đen ngực. Người đàn ông đồ đen khóe miệng hơi giơ lên, truyền tới một tia cười nhạt. Hắn một cái tay cầm Chu Thiên Thần Ma Thương, nhất thời dùng sức trực tiếp rút ra. Ở rút ra lúc đi ra, mắt thường có thể thấy được tốc độ, người đàn ông đồ đen ngực xuất hiện lỗ máu, đổi cho hết tốt như lúc ban đầu. Thấy một màn này, Diệp Thần cả người sắc mặt đổi được ngưng trọng. Trong tay huyết ma kiếm trực tiếp chặt đứt người đàn ông đồ đen eo của. Người đàn ông đồ đen eo của từ bên trong tách ra, bị chém thành hai nửa, trước nửa người rơi trên mặt đất, sau đó lại hướng cắt ra địa phương rơi xuống. Đang rơi xuống một khắc kia, không ngừng khép lại. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian, người đàn ông đồ đen trên mình không có một tia một hào vết thương. Ta có bất tử huyết mạch, người như thế nào giết chết ta? Người đàn ông đồ đen tiếng nói vừa dứt, khóe miệng truyền tới một tia cười nhạt. Bất tử huyết mạch có thể nhỏ máu sống lại, dù cho Diệp Thần giết hắn 10.000 lần thì như thế nào? Diệp Thần cũng không có mở miệng, cái gọi là bất tử huyết mạch, hắn cũng biết, nhưng cũng không phải chân chánh trên ý nghĩa vĩnh hằng bất diệt. Chỉ cần thương thế đạt tới có thể chết người, để cho hắn thời gian ngắn không thể khép lại, theo thời gian trôi qua, sẽ chết mất. Đối kháng bất tử huyết mạch hữu hiệu nhất chính là thời gian pháp tắc. Diệp Thần trong cơ thể thời gian pháp tắc không ngừng lưu động, đưa ra chỉ một cái, đầu ngón tay ngưng tụ màu vàng nhạt ánh sáng. Trong tử thành tràn đầy thời gian pháp tắc hơi thở. Năm tháng như thoi đưa. Trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Đầu ngón tay ngưng tụ mà thành tia sáng màu vàng, ngay tức thì rơi xuống. Làm rơi xuống một khắc kia, xông vào đến người đàn ông đồ đen trong thân thể. Người đàn ông đồ đen khinh thường cười một tiếng, bỏ mặc Diệp Thần động dùng thủ đoạn gì, hắn như cũ sẽ không chết. Diệp Thần trên mặt không buồn không vui, mặc dù người đàn ông đồ đen có bất tử huyết mạch, bất quá thời gian pháp tắc lực lượng, có thể tiêu hao hắn tuổi thọ. Dù cho giết không chết thì như thế nào, làm tuổi thọ biến mất một khắc kia, hắn cuối cùng không thoát khỏi thời gian vận mệnh. Người đàn ông đồ đen rất rõ ràng không có nhận ra được một điểm này, thân ảnh quỷ mị bỗng nhiên đi tới Diệp Thần bên người. Trong tay lưỡi liềm trong nháy mắt rơi xuống, Diệp Thần nhẹ né tránh, lưỡi liềm rơi trên mặt đất, xuất hiện một đạo liệt ngân, bụi đất ở trên không khí bên trong tùy ý bay lượn. Diệp Thần không ngừng bộc phát ra trong cơ thể thời gian pháp tắc. Trong tử thành, tràn đầy thời gian pháp tắc lực lượng,
lặng yên không tiếng động tiêu hao người đàn ông đồ đen tuổi thọ. Là ma kiếm, chết. Huyết ma kiếm nhất thời bây giờ nâng lên, không khí chung quanh bên trong thời gian pháp tắc lực lượng, toàn bộ tràn vào đến huyết ma kiếm bên trong. Huyết ma kiếm vào giờ khắc này, nhất thời bây giờ bộc phát ra tia sáng chói mắt. Một đạo cực hạn kiếm quang, khoảnh khắc bây giờ cũng đã rơi xuống. Kiếm quang quét ngang qua, thế như trẻ tre, giống như một cổ gió lốc lớn. Toàn bộ tử thành đất rung núi chuyển, truyền tới mãnh liệt vang lớn. Diệp thần cả người sắc mặt hơi trắng bệch, một kiếm này hao phí hết trong cơ thể hắn phần lớn năng lượng. Không thành công, thì thành nhân. Kiếm khí tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất, người đàn ông đồ đen còn chưa phản ứng kịp, kiếm quang đã xông lại. Oanh! Một kiếm rơi xuống, người đàn ông đồ đen bụng xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Ta nói qua, ta có bất tử huyết mạch, người như thế nào giết chết ta? Người đàn ông đồ đen dữ tợn cười một tiếng, trên bụng mặt vết thương lập tức khép lại. Phải không, ngươi xem mình thân thể. Diệp thần mở miệng cười nói, thời gian pháp tắc lực lượng cũng sớm đã tràn vào đến hắn trong thân thể. Không ngừng phá hủy hắn tuổi thọ, vốn là năm tháng như thoi đưa chỉ bất quá món khai vị, nhưng mà tuế nguyệt sát kiếm mới thật sự là cảnh quan trọng. Khả năng này không phải Diệp thần một kích mạnh nhất. Hơn nữa thời gian pháp tắc và khác lá bài tẩy so sánh, kém hơn nhiều. Nhưng mà, dưới mắt, đây nhất định là đối với người đàn ông đồ đen hữu hiệu nhất nhất kích. Người đàn ông đồ đen nhướng mày một cái, đưa ra tay mình cánh tay, phát hiện trên cánh tay mặt tràn đầy nếp nhăn. Hắn bước ra một bước, xương truyền tới đau đớn kịch liệt. Hắn bây giờ tuổi thọ đã sắp tiêu tán, giống như là một cái yên tĩnh chờ đợi chết cụ già. Đừng nói nhúc nhích. Sợ rằng đưa ra một đầu ngón tay cũng dị thường khó khăn. Người đàn ông đồ đen gò má, đã phủ đầy nếp nhăn, hắn há mồm ra muốn nói một ít gì. Nhưng mà trong miệng răng trực tiếp rớt xuống, hắn thân thể ở trong một cái chớp mắt này, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn một đôi oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp thần. Vốn là hắn là bất tử huyết mạch, cho rằng mình bất tử bất diệt, nhưng mà... Diệp thần lại một kiếm rơi xuống. Vì để ngừa vạn nhất, trực tiếp khuấy bể tim hắn. Người đàn ông đồ đen đối với huyết mạch của mình, chân thực quá mức tự tin, nếu không sẽ không nhanh như vậy sa sút. Trên cái thế giới này, nơi nào có chân chính bất tử bất diệt. Diệp thần đi tới thần quốc trận bàn đá bên cạnh, trong tay Chu Thiên Thần Ma Thương nâng lên. Hắn cả người trên cánh tay mặt nổi gân xanh, trong cơ thể năng lượng không ngừng tràn vào đến Chu Thiên Thần Ma Thương bên trong. Oanh! Một thương rơi xuống, thần quốc trận bàn đá hoàn hảo không tổn hao gì, không có bất cứ động tĩnh gì. Ở thần quốc trận bàn trên đá mặt, thần quốc cường giả vì phòng ngừa gặp phải phá hoại, đặc biệt phải hạ một tầng cấm chế, chính là vì để ngừa có người phá hoại. Diệp thần nhướng mày một cái, nếu như không phá ra thần quốc trận bàn đá mà nói, sư tôn căn bản không có biện pháp đi ra. Mới vừa rồi Chu Thiên Thần Ma Thương một kích kia, hẳn đã kinh động thần quốc cường giả. Để lại cho hắn thời gian đã không nhiều. Nhất định phải nhanh lên phá vỡ thần quốc trận bàn đá, nếu không thần quốc cường giả đến, sẽ càng thêm phiền toái. Giờ phút này Diệp thần một cặp tròng mắt dần dần biến thành màu đỏ, trên người ma khí không ngừng phun trào. Ở Linh Võ Đại Lục một nơi xa hoa đền bên trong, vốn là đánh cờ thần quốc mấy vị cường giả, đột nhiên trong tay con cờ dừng lại ở giữa không trung bên trong. Bọn họ cảm nhận được ở Càn Khôn sát vực, có người muốn phá vỡ thần quốc trận bàn đá. Càn rỡ. Trong đó một người thần quốc cường giả, một cái tát chụp trên bàn cờ mặt, bàn cờ nhất thời 4-5 chia ra. Lại có người dám khiêu khích chúng ta thần quốc uy nghiêm, tự tìm cái chết. Bọn họ ở Càn Khôn sát vực lưu lại thần quốc trận bàn đá, hiện tại có người muốn phá vỡ, không khác nào trực tiếp khiêu khích bọn họ uy nghiêm, không đem thần quốc coi ra gì. Ta đến muốn xem, là ai dám không đem chúng ta thần quốc coi ra gì. Trong tay hắn ngưng tụ ra một giọt tinh dịch máu màu đỏ. Máu lưu động trên không trung, truyền tới cực lớn uy áp, một giọt máu có thể trấn áp cường giả. Hắn đưa ra chỉ một cái, trong cơ thể năng lượng tràn vào đến máu bên trong. Lúc này ở hư không máu, nhanh chóng lưu chuyển, không ngừng mở rộng, biến thành một đạo vực cửa. Máu tươi ngưng tụ ra thần quốc cường giả hư ảnh, hắn một cước bước vào đi.
khiêu khích thần quốc uy nghiêm người, giết không tha. Giờ phút này đã nhập ma Diệp Thần, cũng không biết thần quốc cường giả đã từng giết tới, hắn cầm chặt trong tay Chu Thiên Thần ma thương, ma khí không ngừng tràn vào đến bên trong. Làm những thứ này ma khí tràn vào thời điểm, Chu Thiên Thần ma thương đầu thương, tản mát ra ánh sáng màu đen. Phịch! Một thương trực tiếp rơi xuống, toàn bộ thần quốc trận bàn đá cấm chế phía trên trực tiếp bể tan tành, tại bể tan tành một khắc kia, đầu thương rơi vào thần quốc trận bàn trên đá mặt. Rắc rắc! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, toàn bộ thần quốc trận bàn đá, ở trong một cái chớp mắt này, chia năm xẻ bảy. Vào lúc này, Diệp Thần phát hiện toàn bộ cung điện không ngừng sụp đổ, mặt đất đang run rẩy, đỉnh núi nứt ra là hai nửa, trong nháy mắt nổ. Diệp Thần sải bước rời đi, hiện tại thần quốc trận bàn đá đã hủy diệt, hắn phải hết sức mau dẫn băng kiếm tiên tôn bọn họ rời đi. Làm hắn bước ra tử thành cung điện một khắc kia, trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo vực cửa. Nếu dám phá hoại thần quốc cấm chế, vậy thì đi chết đi. Một đạo thanh âm lạnh lùng từ vực bên trong cửa truyền tới, sau đó xuất hiện một đạo lóe lên ánh sáng, ngay tức thì rơi xuống. Rắc rắc, ánh sáng còn chưa tới, bất quá kinh khủng hơi thở, đã đang không ngừng nghiền nát tử thành cung điện. Diệp Thần cảm nhận được to lớn nguy cơ, lá bài tẩy đồng thời bộc phát ra, xích trần thần mạch kích hoạt, trên người ma khu phun trào. Càn khôn thần giáp, hiện lên ở Diệp Thần trên thân thể mặt. Oanh! Chỉ một cái trực tiếp rơi vào Diệp Thần trên mình, kinh khủng hơi thở ngưng tụ ở Diệp Thần trên thân thể mặt. Trong nháy mắt càn khôn thần giáp mất đi như cụ ánh sáng, Diệp Thần cả người thân thể xuất hiện từng tia vết rách, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hắn bóng người đánh vào đến cung điện phía trên, không ngừng bay ra ngoài, rơi vào 1000 mét địa phương, mới dừng lại. Cung điện phế tích che giấu Diệp Thần bóng người, ở trong hư không, một người nam tử ăn mặc màu vàng kim áo khoác. Ở quần áo bên phải phía trên, đâm thần quốc hai chữ. Giờ khắc này, hắn tựa như giống như là thần cao cao tại thượng, lạnh lùng, cao ngạo, coi rẻ hết thảy sinh linh. Diệp Thần từ bên trong phế tích đi ra, ước chừng nhất kích cũng đã để cho hắn bị thương thế nghiêm trọng. Cũng may có xích trần thần mạch và càn khôn thần giáp, nếu không, phong môn cảnh cũng sẽ chết. Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra tất cả chồng đan dược, bỏ vào trong miệng. Một cặp tròng mắt chăm chú nhìn thần quốc cường giả. Hắn không phát giác ra thần quốc cường giả cảnh giới, chỉ cảm thấy xem một phiến mênh mông biển khơi, sâu không lường được. Phong môn đỉnh cấp. Đây mới là máu tươi lực lượng à. Bản thể nên là dạng gì thực lực? Thần quốc cường giả chân mày thượng thiêu, không nghĩ tới Diệp Thần lại vẫn còn sống. Mới vừa rồi một kích kia, trong nháy mắt giết phong môn sơ kỳ cường giả, không có bất kỳ vấn đề. Một người nho nhỏ tạo hóa cảnh nhất tầng thiên, có thể chịu đựng hắn nhất kích không chết, cơ hồ không thể nào. Hắn con người tràn đầy nghi ngờ. Hơn nữa hắn diễn cảm có cái gì không đúng. Nếu thằng nhóc này có thể đi vào bên trong, chẳng lẽ đối phương là thần quốc người? Bất quá hết thảy các thứ này, hắn không thể suy nghĩ nhiều. Cái thằng nhóc này phải chết. Con kiến hôi, dám coi rẻ chúng ta thần quốc uy nghiêm, đem giết. Trong lời nói của hắn mặt xen lẫn thần hồn công kích, Diệp Thần màng nhĩ ngay tức thì chảy ra từng tia máu loãng. Diệp Thần sắc mặt dữ tợn, nhưng là một đôi màu máu đỏ trong mắt, nhưng gắt gao nhìn chăm chú vào thần quốc cường giả. Thần quốc cường giả cao ngạo, hắn nhìn ở trong mắt. Coi rẻ hết thảy sinh linh, bọn họ tựa hồ chính là nắm giữ, giống vậy nhìn ở trong mắt. Hắn trong thân thể, không ngừng xông ra chiến ý. Tựa hồ muốn quyết đánh đến cùng đánh một trận. Vương hầu tương tương ninh có loại ư? Thần quốc cường giả thì như thế nào? Dựa vào cái gì muốn nắm trong tay vận mạng hắn? Con kiến hôi, thần quốc cường giả làm sao thử không phải lớn một chút con kiến hôi? Chúng sanh tất cả bình các loại, không có người có thể nắm trong tay vận mạng hắn. Ta Diệp Thần, không tin số mệnh. Thần quốc cường giả nhướng mày một cái. Lạnh nhạt trong tròng mắt toát ra vẻ khiếp sợ thần sắc. Một con kiến hôi, lại muốn cùng hắn tranh phong, rốt cuộc dũng khí từ đâu tới. Dĩ nhiên hắn cũng không có để ở trong lòng, dù cho Diệp Thần có dũng khí đối với hắn ra tay thì như thế nào. Ở chân chính thực lực trước mặt, dũng khí chẳng qua là một loại ngu xuẩn. Xa xa băng kiếm tiên tôn nhận ra được tình trạng,
mặt liền biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới thần quốc người sẽ nhanh như vậy hạ xuống. Diệp thần gặp nguy hiểm. Hắn muốn đi giúp Diệp thần, nhưng mà trong cơ thể cấm chế vẫn ở đây, chỉ có rời đi giết vực mới có thể tháo ra. Hơn nữa trước mặt chùm tia sáng không tán, gắt gao chặn lại hắn. Không cách nào nhúc nhích. Đáng chết. Mà giờ khắc này Diệp thần, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn và vị kia thần quốc người, thực lực chênh lệch quá xa. Coi như hắn chiến ý ngút trời thì như thế nào? Ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa phong thanh dương thanh âm truyền tới, hiện tại ngươi muốn chiến người này rất khó, hoàn toàn kích hoạt huyết mạch đi, ta sẽ cho ngươi một phần chia lực lượng. Một giây kế tiếp, Diệp thần khí thế bắt đầu leo lên. Hiển nhiên phong thanh dương thần niệm lực lượng hội tụ. Luân hồi huyền bia, xích trần thần mạch, cho ta mở ra. Nháy mắt tức thì, Diệp thần có thể cảm giác đến, tự thân luân hồi huyết mạch đang nhảy nhót, hắn cả người trong thân thể máu loãng, đang sôi trào, dường như muốn cháy vậy. Xích trần thần mạch hơi thở, không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra. Ma khí bên trong xen lẫn xích trần thần mạch hơi thở, trong tay Chu Thiên thần ma thương bỗng nhiên nâng lên. Súng chỉ thần quốc cường giả. Thần quốc cường giả bên trong đôi mắt xông ra tức giận, một người con kiến hôi lại cũng dám khiêu khích hắn. Thật sự là tự tìm cái chết. Ta, hôm nay ban cho ngươi tử vong. Thần quốc cường giả tiếng nói vừa dứt, đưa ra chỉ một cái, bỗng nhiên bây giờ rơi xuống. Đang rơi xuống một khắc kia, toàn bộ hư không mưa gió biến sắc, chung quanh tử thành cung điện, không ngừng bể tan tành. Gió lớn đang nộ hống, sấm sét đang gầm thét. Ngươi, không có quyền quyết định ta sống chết. Diệp thần sớm muộn có một ngày, muốn đem mình tánh mạng nắm ở trong tay mình. Hắn tiếng nói vừa dứt, xích trần thần mạch lực lượng không ngừng tràn ra, bóng người giống như lau một cái kinh hồng, nhanh như tia chớp, tránh thoát thần quốc cường giả chỉ một cái oai. Nháy mắt bây giờ liền đã tới thần quốc cường giả trước mặt. Thần quốc cường giả khóe miệng toát ra một tia cười nhạt, mới vừa rồi Diệp thần tốc độ đích xác tươi đẹp đến hắn. Bất quá vậy chỉ như vậy mà thôi. Hắn đưa ra một quyền, quả đấm mơ hồ bây giờ thấy long hổ hư ảnh đang gầm thét. Một quyền bộc phát ra sáng chói ánh sáng màu vàng, bỗng nhiên rơi vào Diệp thần trên bụng mặt. Oanh! Một đấm, Diệp thần cả người trong miệng khạc ra một búng máu, hắn cưỡng ép nhịn đau, trong tay Chu Thiên thần ma thương đâm ra đi. Thương ý điên cuồng phun trào, khuấy động mưa gió. Một thương ngưng tụ thành một cái vòng xoáy. Nháy mắt bây giờ rơi xuống. Phịch. Diệp thần sắc mặt nhẹ biến đổi, một phát bắn ra, lại liền thần quốc cường giả quần áo, cũng không có đâm rách. Ở thần quốc cường giả xem ra, Diệp thần dũng khí đáng khen, chỉ bất quá đầu óc có một ít ngu xuẩn. Ở hắn cho rằng, đối mặt cường giả, nên cúi đầu, đàng hoàng làm một cái nô bộc. Như vậy ít nhất có thể đủ giữ được tánh mạng. Thần quốc cường giả một cước đá ra. Diệp thần cả người bóng người ở trong hư không lăn lộn, rơi trên mặt đất. Oanh! Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, Diệp thần bóng người ở hố sâu bên trong, khí tức trên người dần dần đổi được có một ít yếu ớt. Hụ hụ hụ! Trong miệng khạc ra máu loáng, Diệp thần thân thể nhẹ động một cái, là có thể cảm nhận được đau đớn kịch liệt, xương cũng sắp rã rời. Hắn chật vật đứng lên, trên gương mặt mặt hiện đầy vết thương. Hắn một đôi trong tròng mắt tràn đầy bất khuất thần sắc. Muốn để cho hắn cúi đầu, căn bản không có thể. Muốn giết hắn, trước qua ta cửa ải này. Viêm Khôn đi tới Diệp thần trước mặt, thần quốc trận bàn đá đã phá hoại, tử thành cấm chế cũng đã mất đi tác dụng. Trừ bị cấm chế trói buộc băng kiếm tiên tôn trở ra, Kỳ Lâm, Lý Đình, Lãnh Nhan, cũng đi tới Diệp thần trước mặt. Băng kiếm tiên tôn vô cùng tức giận. Thấy Diệp thần vết thương chồng chất thân thể, bên trong đôi mắt đã sớm ướt át. Nếu không phải bởi vì hắn mà nói, Diệp thần cũng sẽ không vì vậy bị nguy cơ. Vĩnh Hằng Thánh Vương nói đây là Diệp thần cơ duyên. Nào có loại cơ duyên này à? Viêm Khôn nhìn chằm chằm thần quốc cường giả, bên trong đôi mắt không có bất kỳ sợ hãi. Hắn Càn Khôn tộc, sẽ không sợ bất kỳ cường giả. Viêm Khôn cả người bóng người bỗng nhiên xông tới. Dám đả thương Diệp thần, nhất định phải trả giá thật lớn. Mà ở hắn bóng người xông tới thời điểm, thần quốc cường giả ước chừng đưa ra chỉ một cái, rơi vào Viêm Khôn trên thân thể mặt. Phốc suy.
Viêm Khôn một búng máu phun ra, cả người bóng người rơi trên mặt đất. Hắn hơi thở dần dần đổi được yếu ớt, mặc dù không có tử vong, bất quá nhất kích, đã để cho hắn người bị thương nặng. Hắn ở 5 tháng trôi qua gian, tu vi đã sớm rơi vào tinh khiếu cảnh. Còn chưa kịp hoàn toàn khôi phục. Hắn bây giờ, tự nhiên không thể nào là vị kia thần quốc cường giả máu tươi đối thủ. Kỷ Lâm và Lãnh Nhan các nàng, cầm ra một ít đan dược, bỏ vào Diệp Thần trong miệng. Các nàng cũng không có ra tay, trước mắt bọn hắn cảnh giới, thần quốc cường giả nhất kích là có thể trong nháy mắt giết. Thần quốc cường giả như cũ sừng sững ở hư không, giống như thần minh, cao cao tại thượng. Bất kể là đối với Diệp Thần vẫn là Viêm Khôn, bên trong đôi mắt chỉ có coi rẻ. Bất quá làm tầm mắt rơi vào băng kiếm trên mình, hắn ngược lại là hơi kinh ngạc. Cái đó bị kẹt con kiến hôi ở trong 5 tháng vô tận lại đột phá đến cảnh giới này. Đây chính là cái gọi là nhân họa đắc phúc. Tốt ở đối phương còn bị cấm chế trói buộc, nếu không mình liền nguy hiểm. Giờ phút này, Viêm Khôn ngã xuống, hoàn toàn khơi dậy Diệp Thần lửa giận. Hắn một đôi trong tròng mắt tràn đầy ngọn lửa, trong cơ thể máu loãng đang cháy. Một bầy kiến hôi, cũng muốn đối kháng thần quốc, thật đáng buồn buồn cười. Thần quốc cường giả khóe miệng, toát ra một tia thần sắc giễu cợt. Cười Diệp Thần bọn họ không biết tự lượng sức mình. Ở Diệp Thần mấy trước mặt người, hắn chính là trời. Cùng Thiên Tranh Phong biết bao ngu xuẩn. Thần quốc cường giả một lần nữa đưa ra chỉ một cái, nhắm ngay Diệp Thần bóng người bọn họ. Chung quanh trong thiên địa năng lượng, không ngừng tràn vào đến hắn cái này chỉ một cái trong đó. Đè nén hơi thở, để cho Lãnh Nhan và Lý Đình các nàng không ngốc đầu lên được. Đối mặt thần quốc cường giả, các nàng lộ vẻ được dị thường nhỏ bé, liền năng lực ngăn cản, cũng không có. Diệp Thần chật vật bước ra nhịp bước, trong mắt hắn không có bất kỳ sắc thái, thấy chết không sờn, giống như hai nước giao chiến, chỉ còn lại một vị tướng quân, đối mặt thiên quân vạn mã, như cũ tay cầm trường thương xông tới. Không cho phép tổn thương Diệp Thần. Ở Diệp Thần bước ra nhịp bước thời điểm, Kỷ Lâm cả người trực tiếp xông tới. Tiên thiên độc thể trên người khí độc, hoàn toàn bộc phát ra. Giờ khắc này, Diệp Thần cả người sắc mặt hoàn toàn thay đổi hốt hoảng. Kỷ Lâm như thế nào có thể đủ ngăn cản thần quốc cường giả? Mau trở lại. Diệp Thần trên người nổi gân xanh, phát ra một tiếng gầm thét. Kỷ Lâm thần sắc kiên định, nhưng chẳng ngó ngàng gì tới. Diệp Thần, cho tới nay đều là ngươi đang bảo vệ ta, lần này đổi ta bảo vệ ngươi. Kỷ Lâm mỗi một câu nói đều tràn đầy kiên định, ở nàng mặt ngoài thân thể, kinh khủng tiên thiên khí độc, không ngừng phun tràn ra. Khí độc tràn ngập ở toàn bộ tử thành, một ít chết đi hài cốt, hóa làm mù. Ở Kỷ Lâm mặt ngoài thân thể, lẩn quẩn một đầu độc long, một đôi đỏ tươi trong mắt, nhìn chằm chằm thần quốc cường giả. Hư không rung động, thiên địa dị tượng, vô tận độc ý bao phủ cả thế giới. Diệp Thần nhanh chóng xông tới, muốn ngăn cản hết thảy. Phốc thông, hắn thân thể truyền tới đau đớn kịch liệt, vô cùng khó khăn. Một chút xíu chật vật đứng lên, 5 ngón tay cầm chặt thành quyền, móng tay rơi vào trong máu thịt mặt, nhưng không biết chút nào đạo đau đớn. Hắn tuyệt đối không thể để cho Kỷ Lâm có chuyện. Thần quốc cường giả thấy độc long sắc mặt bỗng nhiên biến hóa tiên thiên độc thể. Thế gian vẫn còn có tiên thiên độc thể, làm sao có thể? Nếu để cho cái này tiên thiên độc thể trưởng thành, thần quốc cũng có thể gặp nguy hiểm. Cũng may cái này tiên thiên độc thể còn chưa hoàn toàn mạnh mẽ. Đã như vậy, ta liền xóa bỏ đi. Thần quốc cường giả sát ý ngưng tụ, chỉ một cái trực tiếp rơi xuống, trên đầu ngón tay mặt ánh sáng đại tác. Kinh khủng hơi thở cuộn sạch mở, bỗng nhiên hướng Kỷ Lâm thân thể rơi xuống. Ánh sáng còn chưa tới, nhưng là Kỷ Lâm thân thể đã mau muốn không chịu nổi, khóe miệng tràn ra một tia máu loãng. À! Diệp Thần phát ra một tiếng giống giận, trong tay có chút vết rách lục đạo luân hồi bàn xuất hiện, trực tiếp ném ra. Dù là lục đạo luân hồi bàn hủy xấu xa, cũng phải giữ được Kỷ Lâm tánh mạng. Lục đạo luân hồi bàn xuất hiện ở Kỷ Lâm trước người, ngay tức thì trở nên lớn. Toàn bộ lục đạo luân hồi bàn bao phủ ở Kỷ Lâm thân thể, chỉ một cái ầm ầm rơi xuống. Oanh! Ở Kỷ Lâm phạm vi nổ, xuất hiện một đoàn hắc vụ, Diệp Thần không có chút do dự nào, trực tiếp vọt vào.
hắn nhất định phải tìm được Kỳ Lâm, bỏ mặc sống hay chết. Ở một bên Lãnh Nhan và Lý Đình, bị một màn này hoàn toàn rung động đến. Một cái bé gái, vì Diệp Thần lại có thể bỏ ra sinh mạng, ở nơi này dối trá trên thế giới, hoàn có nhiều ít võ giả, có thể làm đến bước này. Hai người các nàng, có một ít hâm mộ Kỳ Lâm và Diệp Thần hai người giữ cảm tình. Cũng có thể vì đối phương bỏ ra mình sinh mạng. Diệp Thần từ hắc phụ bên trong đi ra, tay hắn trên cánh tay mặt, ôm Kỳ Lâm. Giờ phút này Kỳ Lâm đã hôn mê rồi, thật may trên mình còn thở tức, ở thời khắc mấu chốt, lục đạo luân hồi bàn, ngăn cản phần lớn tổn thương. Chỉ có nhẹ một phần nhỏ chấn động, cầm Kỳ Lâm chấn đã hôn mê. Thương thế trên người mặc dù có một ít, bất quá cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Còn như lục đạo luân hồi bàn, đã hoàn toàn mất đi còn sót lại sáng bóng, phảng phất giống như một cái sắt vụn đồng hư. Ở Diệp Thần trong mắt, lục đạo luân hồi bàn mặc dù mạnh mẽ, nhưng là không đạt tới Kỳ Lâm một phần vạn. Bảo vệ tốt Kỳ Lâm. Diệp Thần cầm Kỳ Lâm đặt ở Lãnh Nhan trong tay, mặt hắn gò má không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng là trong nội tâm của hắn mặt có một khoang lửa giận, đang cháy. Trong mắt hắn đỏ tươi có chút hiu dị, cả người ma khí không ngừng từ hắn trong thân thể phun trào. Mỗi bước ra một bước, một đóa yêu dị hoa sen bỗng nhiên tách thả ra, hắn sừng sững ở trong hư không. Một cặp tròng mắt đổi được cao ngạo, bá đạo. Ở mắt phải của hắn màu đen ma khí không ngừng phun tràn ra, từng giọt máu loãng rơi trên mặt đất. Bầu trời chẳng biết lúc nào, đổi được hoàn toàn hắc ám, cả thế giới tựa như không có bất kỳ quang minh. Lớn đen sấm thiên. Chu vi vạn dặm, mưa gió biến sắc, gió lớn đang nộ hống, quỷ khóc sói chu. Trên hư không, màu đen sấm sét lóe lên, hắn bước ra một bước, thiên địa thế không ngừng tràn vào Diệp Thần trong thân thể, tựa như hắn chính là trời đất nắm giữ. Vốn là thần quốc cường giả hằng cổ không sóng trong mắt, thấy Diệp Thần mắt phải, sắc mặt hoàn toàn đổi được sợ hãi. Một hai con người lỗ co rút nhanh, cả người đều ở đây nhẫn không ngừng run rẩy. Hắn nội tâm sợ, đang run rẩy. Đó là một con ma đế ánh mắt. Ta, là ma đế. Ta, là ma đế. Diệp Thần vừa mở miệng, chỉ bất quá cũng không phải là chính hắn thanh âm, biến thành một người khác. Ở Diệp Thần sau lưng, xuất hiện một tôn hư ảo bóng người, mặt hắn gò má mang mặt nạ, không thấy rõ hình dáng, nhưng là thân ảnh to lớn, phảng phất từ một cái khác thời không tới. Thần quốc cường giả trong mắt trợn to. Thậm chí theo bản năng lui về phía sau mấy bước, khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, không thể nào. Ngươi không thể nào còn sống, sớm ở thượng cổ đại chiến, ngươi cũng đã tử vong. Ma vực ma đế ở trên cao cổ thời điểm đại chiến, bị thiên đạo, thậm chí còn thần quốc mấy ngàn tên cường giả vây công, dưng dưng mà chết. Ban đầu ma đế một người, không biết mổ giết nhiều ít cường giả, toàn bộ linh võ đại lục thiên đều biến thành màu đỏ như máu. Nếu như ma đế sống lại, tuyệt đối sẽ uy hiếp được bọn họ thần quốc. Trong nháy mắt thần quốc cường giả trên người sát ý, điên cuồng tràn ra. Hắn tuyệt đối không cho phép có người có thể đủ uy hiếp được thần quốc. Thần quốc cường giả cả người bóng người trực tiếp xông về Diệp Thần, muốn hủy diệt hết ma đế ánh mắt. Ở hắn xông tới trong nháy mắt, Diệp Thần trong tay Chu Thiên Thần ma thương bỗng nhiên nâng lên. Một thương ở nháy mắt bây giờ rơi xuống. Cái này một thương cầm toàn bộ hư không cũng thọt mở một cái lỗ thủng. Ta vốn không muốn ra tay, bởi vì một khi ra tay, liền đại biểu thật lâu ngủ say. Nhưng là hôm nay, ta liền dùng ngút trời cơn giận, phá vừa vỡ các ngươi cái này thần cao cao tại thượng nước nhuệ khí. Xem ai là con kiến hôi. Oanh! Một nhát thương đâm ở thần quốc cường giả phía trên ngực. Giờ phút này ma đế nhập vào người ở Diệp Thần trên thân thể mặt. Giống như thần chỉ vậy. Phốc suy. Thần quốc cường giả một búng máu phun tràn ra, bóng người không ngừng lui về phía sau và Diệp Thần kéo ra khoảng cách. Diệp Thần một cặp tròng mắt không có bất kỳ biến hóa nào, ở sau lưng hắn ma đế hư ảnh, đưa ra chỉ một cái. Chỉ một cái ngưng tụ, toàn bộ tử thành hoàn toàn sụp đổ, hóa là nghiền. Mặt đất truyền tới chấn động, nứt ra vô số chỗ rách, vết rách kéo dài tới chu vi vạn dặm. Chu vi vạn năng lượng bên trong, không ngừng tràn vào đến chỉ một cái trong đó. Thần quốc cường giả chuẩn bị muốn chạy trốn, nhưng phát hiện mình bóng người đã bị phong tỏa, căn bản nhúc nhích không được.
vô cùng vô tận ma khí, tràn vào đến cái này chỉ một cái bên trong, kinh khủng hơi thở, để cho chu vi vạn dặm võ giả, đều cảm giác run sợ trong lòng. Càn khôn sát vực rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Liên tiếp xuất hiện thiên địa dị tượng, để cho bọn họ trái tim hơi có chút nặng nề. Thậm chí có một số võ giả, quyết định rời đi càn khôn sát vực, cái này hai ngày sự tình phát sinh, chân thực quá tà môn. Thần quốc cường giả vận dụng toàn thân lực lượng, nhưng phát hiện căn bản không có biện pháp phá vỡ. Cái này còn không là ma đế hạ xuống, chẳng qua là ác ma mắt bên trong một đạo hư ảnh mà thôi. Nếu như ma đế hạ xuống, bộc phát ra uy lực, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, Diệp Thần đã không dám tưởng tượng. Ban đầu không thể một đời ngươi, có thể từng nghĩ qua, cũng sẽ có lâm vào là con kiến hôi một ngày. Lúc này, Diệp Thần thanh âm vang lên, làm lời của hắn vừa rơi xuống, ngưng tụ ra chỉ một cái bỗng nhiên rơi xuống. Oanh! Chỉ một cái đi xuống, thần quốc cường giả liền hô một tiếng tiếng kêu thê thảm cũng không có phát ra ngoài. Cả người thân thể hóa thành hư không. Cái này chỉ một cái, toàn bộ hư không xuất hiện một cái chỗ trống, chung quanh không gian đổi được cực kỳ không ổn định. Ma đế hư ảnh dần dần tiêu tán, Diệp Thần trên người ma khí, trở về đến trong cơ thể. Thằng nhóc, lần này ta có thể phải ngủ say rất lâu rồi. Ta ở cửu U chi biển ngưng tụ hết thảy lực lượng, cũng phải biến mất. Bất quá, ta không hối hận. Đúng rồi. Mau sớm đi thần hỏa học viện, nếu như ta không đoán sai, ta có một kiểu đồ ở thần hỏa học viện trên người một người, vật này là trọng tố ta thân phận thật sự một trong mấu chốt, người nào kêu. Ma đế lời còn chưa nói hết, liền hoàn toàn trở về đến Diệp Thần ấn đường. Hết thảy yên lặng. Cùng lúc đó, bởi vì thần quốc người tiêu tán, băng kiếm trước mặt bình phong che chở hoàn toàn phá vỡ, trong cơ thể cấm chế vậy hóa thành hư vô. Băng kiếm có thể động. Băng kiếm nhìn một cái trời cao không ngừng rơi xuống Diệp Thần, bước chân đạp một cái, trực tiếp ôm lấy Diệp Thần. Đồ nhi, vi sư để cho ngươi chịu khổ. Từ bây giờ về sau, ai dám động ngươi, cho dù là thần quốc, ta cũng muốn bọn họ bỏ ra giá thê thảm. Giờ khắc này, băng kiếm trong mắt tràn đầy vô tận thêm sát ý lạnh như băng. Nửa bước thái hư cao nhất uy áp hoàn toàn phóng thích. Giờ khắc này, hắn thu được học sinh mới. Giờ khắc này, không có cấm chế, dù là vị kia thần quốc cường giả đích thân tới, hắn cũng có dung chuyển tư cách. Chúng ta rời đi trước càn khôn sát vực. Băng kiếm nhìn một cái chung quanh, cũng không ai biết có còn hay không thần quốc cường giả hạ xuống, chỉ có thể rời đi trước nói sau. Lúc rời lúc đó, băng kiếm nghĩ tới điều gì, con người sâu đậm nhìn về phía tử thành vùng lân cận khác một tòa cổ xưa đền. Hắn thần sắc phức tạp, lẩm bẩm nói, chỉ tiếc. Vậy người bạn cũ, trước đây không lâu bị thần quốc người mang đi, nếu không, nếu như cứu ra vị này đại năng, Diệp Thần thì thật có thể không sợ. Có lẽ, đây cũng là mệnh. Bọn họ mọi người từ càn khôn sát vực bên trong đi ra, Lãnh Nhan và Lý Đình bước chân dừng lại, mở miệng nói, tiền bối, chúng ta rời đi trước, nếu như Diệp Thần tỉnh lại, hoan nghênh hắn tới Thơm Tiêu Tông làm khách. Lý Đình thương thế đã giải quyết, từ càn khôn sát vực bên trong đi ra. Còn cần trở lại tông môn bên trong. Chuyến đi này, các nàng trì hoãn quá lâu. Bất quá phần này nhớ lại, vậy là đủ rồi. Các nàng tin tưởng, lần kế gặp lại Diệp Thần, sợ rằng Diệp Thần cao độ các nàng không cách nào mong đợi đạt tới. Băng kiếm nhẹ khẽ gật đầu, nhìn một cái Viêm Khôn, cũng không biết đồ đệ của mình, làm sao lắc lư càn khôn tộc hậu nhân là thủ hạ hắn. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Viêm Khôn thân phận. Cái ngọn lửa này khôn mặc dù thực lực không đạt tới càn khôn tộc cường giả một phần vạn, nhưng nếu là trong cơ thể lực lượng hoàn toàn khôi phục và thức tỉnh, sợ rằng sẽ là sau này Diệp Thần đối mặt thần quốc một lớn trợ lực. Chúng ta cùng nhau hồi Vạn Kiếm Đế Cung. Ban đầu hắn thần niệm từ luân hồi mộ địa thời điểm biến mất, Vạn Kiếm Đế Cung cũng đã xuất hiện nguy cơ. Hiện ở thời gian dài như vậy trôi qua, cũng không biết tình huống gì. Chỉ tiếc Diệp Thần vẫn còn đang hôn mê. Đối kháng thần quốc cường giả trận chiến ấy, chênh lệch thực sự quá lớn, hao tổn lại là cực kỳ khủng bố. Sợ rằng cần một ít thời gian, mới có thể tỉnh lại. Băng kiếm sử dụng chân thần khí phi thuyền, trực tiếp mang hôn mê Diệp Thần và Kỷ Lâm các người. Hướng Vạn Kiếm Đế Cung đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần trong mắt mở ra,
nhìn trước mặt ngưng mắt nhìn mình băng kiếm, liền vội vàng đứng lên, sư tôn. Đây là nơi nào? Hiện tại Diệp Thần thân thể, vô cùng yếu ớt, trên mặt không có bất kỳ màu máu, tựa hồ gió thổi một cái liền sẽ đổ. Muốn hoàn toàn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, còn cần một ít thời gian. Cũng may Diệp Thần có bất hủ thần thể và ma khu, khôi phục không tính là quá khó khăn. Băng kiếm trong mắt kinh ngạc, đồ nhi, ta còn lấy là ngươi tỉnh lại ít nhất phải 3 ngày, như vậy dưới trọng thương, như thế trong thời gian ngắn tỉnh lại, người thân xác sợ rằng liền tinh khiếu cảnh cường giả đều không cách nào mong đợi đạt tới. Lần này, là vi sư thiếu ngươi. Diệp Thần cười một tiếng, sư tôn, con đường đi tới này, ta đối mặt cường địch nhiều đi, thần quốc thì như thế nào? Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi sư tôn, người rốt cuộc tại sao sẽ khốn tại Càn Khôn sát vực lâu như vậy? Còn nữa, vậy tử thành tại sao viết thần quốc chi tù? Giờ khắc này, băng kiếm tiên tôn trong mắt tràn đầy tức giận, hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đi tới phi thuyền trước bưng, hai tay chắp sau lưng, trên cao nhìn xuống nhìn cái thế giới này, hắn đưa tay ra, chỉ dưới đáy chúng sinh nói, đồ nhi. Ngươi có biết thần quốc ở Linh Võ Đại Lục ý vị như thế nào? Diệp Thần đi tới băng kiếm tiên tôn sau lưng, lắc đầu một cái, ta chỉ biết là thần quốc rất cường đại, còn như ý vị như thế nào, ta không nói được. Băng kiếm trên mình bộc phát ra một cổ áp đảo hết thảy hơi thở, mở miệng nói, Diệp Thần, Linh Võ Đại Lục cái gọi là đứng đầu thế lực, ví dụ như thần bí hồn điện, Thánh Long gia tộc, Thần Long gia tộc, Bách Tiên Vương Cung, cùng với rất nhiều dị tộc. Thật ra thì đều có thần quốc bóng dáng. Thần quốc điều khiển Linh Võ Đại Lục quy tắc, dù là Linh Võ Đại Lục thiên đạo cơ duyên cũng bị thần quốc người nắm trong tay. Bọn họ không chỗ nào không biết, bọn họ không cho phép nghi ngờ, bọn họ là chân chánh Linh Võ Đại Lục thiên. Diệp Thần hơi ngẩn ra, hắn phát hiện thần quốc so hắn tưởng tượng mạnh hơn. Băng kiếm thở dài một tiếng tiếp tục nói, đồ nhi, người có biết? Huyết linh tộc xây dựng huyết kiếm môn ban đầu tại sao phải đối với Côn Lôn hư ra tay. Diệp Thần nghĩ tới ở Càn Khôn sát vực nghe được những lời đó, nghiêm túc nói, bởi vì ta. Băng kiếm gật đầu, thần quốc không cho phép hết thảy uy hiếp tồn tại. Mà ngươi, chính là thần quốc từ thành lập ban đầu đến hiện tại, uy hiếp lớn nhất. Cũng may vận mệnh ngươi không chịu thiên đạo tra xem, thần quốc cường giả vậy không tư cách phát hiện. Nếu không ngươi làm sao có thể còn có đứng quyền lợi. Ngươi biết Côn Lôn hư vậy trên trận cổ đại chiến, những cái kia đại năng tại sao sẽ bị khốn. Mà không phải là tử vong. Diệp Thần nhướng mày một cái, đồ nhi không biết. Băng kiếm ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn vô tận thương khung, nhàn nhạt nói, thế gian đáng sợ nhất chính là nhân quả. Thần quốc người biết uy hiếp đến từ Côn Lôn hư, nhưng không biết uy hiếp là ngươi. Mà những cái kia bị kẹt cường giả, đều có một cái cộng tính, bọn họ nhân quả bên trong có ngươi. Đây là một tấm to lớn lưới, mà ngươi, chính là cái này lưới trung tâm. Thần quốc nhốt những cái kia đại năng, liền là muốn thông qua cái lưới này, tìm được ngươi, bóp chết ngươi. Ta bị kẹt ở Càn Khôn sát vực, có một phần chia nguyên nhân, chính là bởi vì ngươi nhân quả, còn như một bộ khắc phút, là bởi vì là ta năm đó nghe được đám người kia nói chuyện. Đó là thần quốc cục. Ta không xứng biết. Diệp Thần ngay tức thì nghiêm túc, sư tôn, kết quả ngươi năm đó nghe được cái gì? Băng kiếm tiên tôn sau lưng tay đột nhiên nắm chặt chặt, ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, gần từng chữ thần quốc Diệp ra. Diệp Thần, ngươi sẽ không thật lấy là luân hồi mộ địa cái này loại xa xa vượt qua thánh binh tồn tại sẽ không giải thích được hạ xuống ở trên mình ngươi chứ? Trên mình ngươi bí mật, quan hệ đến cả thế giới. Mạch máu ngươi, chính là thần quốc uy hiếp lớn nhất. Trăm vị đại năng bị kẹt, có chút khốn tại Linh Võ Đại Lục, có chút khốn tại bí cảnh, càng có một ít khốn tại thần quốc, thậm chí có vô tận vực sâu. Thần quốc người nắm quyền lấy là vây khốn ngươi sư tôn, khống chế cái gọi là nhân quả, liền bóp chết ngươi lớn lên có thể. Nhưng là bọn họ căn bản không nghĩ tới, thế gian còn có luân hồi mộ địa như vậy kỳ vật. Trăm vị đại năng thần niệm cấp thân. Trăm đạo nghịch thiên truyền thừa, thế gian ai dám muốn? Đây cũng là ngươi đối kháng thần quốc khả năng lớn nhất. Ta là vị thứ nhất bị cứu ra tồn tại, cái này cũng chỉ là bắt đầu. Bắt đầu từ hôm nay, Vạn Kiếm Đế Cung, chính là ngươi mạnh nhất sau thuẫn. Ngươi phải nhớ kỹ,
ngươi không riêng gì trăm vị đại năng hy vọng, trăm vị đại năng lại là ngươi kiên cường nhất sau thuẫn. Diệp Thần lần đầu tiên cảm giác được nặng nề. Đúng rồi Đồ Nhi, có một việc còn muốn và ngươi nói. Trước đây, ngươi ở Càn Khôn Sát Vực phải chăng đụng gặp một vị thần quốc người? Diệp Thần nghĩ tới ban đầu mình lừa gạt vị kia áo bào tím người đàn ông, nói mình kêu Diệp Lăng Thiên. Đối phương tựa hồ cũng là thần quốc người, hơn nữa thực lực vượt xa mình đối kháng vị kia thần quốc người. Đồ Nhi đúng là đụng phải, đối phương người mặc áo bào tím. Băng kiếm bừng tỉnh, tiếp tục nói, vậy thì giải thích thông, ta từ trên người đối phương cảm giác được ngươi bộ phận hơi thở. Về phần tại sao đề ra chuyện này, là bởi vì là, Càn Khôn Sát Vực thật ra thì còn bị nhốt một vị đại năng. Ban đầu ta vẫn là tạo hóa cảnh thời điểm, đối phương đã là phong môn cảnh, còn như hiện tại, hắn tu vi hẳn ở thái hư cảnh. Cái này vạn năm thời gian, ta hai người chúng ta cơ hồ không có trao đổi, nhưng ta biết trên người hắn có ngươi nhân quả, phải cùng ta như nhau, cùng luân hồi mộ địa có liên quan. Diệp Thần trong mắt mang ánh sáng. Hắn lúc ấy quả thật cảm nhận được hai vị đại năng hơi thở, nếu cứu ra băng kiếm, mình cũng nên một coi đồng nhân, cứu hắn à? Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, băng kiếm nói tiếp, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, cứu hắn cũng được đi. Cái đó áo bào tím người đàn ông cầm hắn mang đi. Trên người hắn nhân quả hơi thở rất nặng, sợ rằng sau này đối với ngươi mà nói rất mấu chốt, từ vậy áo bào tím người đàn ông vội vàng trạng thái tới xem. Hẳn là đột nhiên nhận được một ít tin tức, cầm hắn mang tới thần quốc đi. Bất quá, băng kiếm đột nhiên dừng lại, từ hông gian đưa ra một khối ngọc bội, mới vừa ở ngươi lúc hôn mê, ta thần hồn phát hiện một khối hắn lưu lại ngọc bội này ngươi mang trên người, hẳn là kích hoạt hắn tấm bia đá kia mấu chốt. Diệp Thần nhận lấy ngọc bội, ném nhập luân hồi mộ địa, quả nhiên cảm giác được một khối mộ bia hiện lên ánh sáng. Cái này biểu thị mới đại năng sắp có thể dẫn động. Băng kiếm đánh chụp Diệp Thần bả vai, tốt lắm, có một số việc ta không tiện nói nhiều, muốn ngươi từ từ lĩnh hội. Vạn kiếm đế cung đến, có chút nợ cũng nên tính một lần. Vạn kiếm đế cung cấm kỵ bên ngoài trận pháp mặt, Thánh Long gia tộc, Hồn Điện, Bách Tiên Vương cung cường giả, tụ tập chung một chỗ. Thời gian lâu như vậy quá khứ, còn không có hủy diệt vạn kiếm đế cung. Bọn họ đã không có quá nhiều kiên nhẫn. Cấm kỵ trận pháp bởi vì bọn họ mang tới trăm vị mạnh mẽ trận pháp sư thi triển nghịch thiên thuật pháp, đã suy yếu mấy phần. Hạn chế hiệu quả rất yếu. Đây là tốt nhất cơ hội. Lần này bọn họ quyết định phát động tổng công, hoàn toàn tiêu diệt vạn kiếm đế cung, bọn họ đã không muốn tiếp tục kéo dài. Thế lực khắp nơi ngưng tụ võ giả, bày trận mà đợi, thậm chí có không thiếu phong môn trung hậu kỳ cường giả tới. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ xông vào vạn kiếm đế cung bên trong. Ở vạn kiếm đế cung đại điện bên trong, liệt hỏa kiếm thần và đế cung rất nhiều cường giả, bày trận mà đợi. Bên ngoài tình huống, bọn họ cũng sớm đã biết được, liệt hỏa kiếm thần mở miệng nói, chắc hẳn chúng ta là chống đỡ không tới băng kiếm trở về, đã như vậy, buông tay đánh một trận đi. Bọn họ trong mắt, không có bất kỳ khiếp đảm thần sắc. Nên tới. Cuối cùng vẫn là phải tới. Bọn họ đã không có thời gian lại tiếp tục chờ đợi, chỉ tiếc thế lực khắp nơi từng bước ép sát, nếu không. Liệt hỏa kiếm thần không nghĩ nhiều nữa, từng đạo chỉ thị truyền đạt đi xuống, vạn kiếm đế cung trẻ tuổi đồng lứa đệ tử, chuẩn bị an bài xong thoát đi, là vạn kiếm đế cung cất giữ một tia hy vọng cuối cùng. Còn như bọn họ cường giả thế hệ trước, thì và vạn kiếm đế cung cùng chết sống. Liệt hỏa kiếm thần bọn họ từ đại điện bên trong đi ra ngoài, ngẩng đầu một cái là có thể thấy được tối om om một phiến võ giả. Không khí bên trong tràn ngập sơ xác tiêu điều hơi thở, còn có một chút thê lương. Vạn kiếm đế cung, cuối cùng vẫn đi tới liền một bước cuối cùng. Bách tiên vương cung và hồn điện cường giả, bước ra một bước, nhìn liệt hỏa kiếm thần, vung tay lên, sau lưng võ giả trực tiếp xông lên đi giết. Trong nháy mắt giết chết khí lan tràn. Hơi thở máu tanh bồng bềnh trên không trung. Liệt hỏa kiếm thần tay cầm một kiếm, điên cuồng cua múa, giết nhiều một tên địch, cũng coi là kiếm. Giờ phút này vạn kiếm đế cung cường giả đều đã giết đỏ mắt, từng cái không sợ chết mất. Kiếm tu, làm xông thẳng về trước, không sợ bất kỳ khó khăn. Giết hại kéo dài 2 giờ, vạn kiếm đế cung cường giả, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi.
trên mình cũng xuất hiện tất cả lớn nhỏ thương thế, bọn họ mặc dù mạnh, bất quá đối mặt các thế lực lớn cường giả, cuối cùng hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Liệt hỏa kiếm thần cánh tay tê dại, mình cũng không biết vẫn có thể quơ múa ra mấy kiếm. Vèo. Vào lúc này, một đạo kinh thiên kiếm mang bỗng nhiên hạ xuống, toàn bộ mặt đất xuất hiện kinh khủng hàn băng. Hàn băng kéo dài vạn dặm, phảng phất từ thiên tới. Liệt hỏa kiếm thần vốn là mất đi hy vọng trong mắt, dần dần đổi được sáng lên. Hoàn toàn giải trừ vạn kiếm đế cung cấm kỵ trận pháp. Vào lúc này liệt hỏa kiếm thần trực tiếp mở miệng nói. Một kiếm này hơi thở, chân thực quá mức quen thuộc, băng kiếm trở về. Trong đó một người vạn kiếm đế cung cường giả, trực tiếp một kiếm chém ở đá căn nguyên phía trên. Phịch, đá căn nguyên bể tan tành, vạn kiếm đế cung cấm kỵ trận pháp, hoàn toàn giải trừ. Ở phía xa, bốn đạo thân ảnh dần dần xuất hiện, liệt hỏa kiếm thần thấy Diệp Thần và bên cạnh băng kiếm tiên tôn, bên trong đôi mắt lóe lên nước mắt. Thời khắc mấu chốt, băng kiếm tiên tôn rốt cuộc trở về. Hơn nữa băng kiếm tiên tôn hơi thở lại vô hạn đến gần thái hư. Nửa bước thái hư, muốn tiêu diệt vạn kiếm đế cung, cũng phải xem ta có đồng ý hay không. Ta là băng kiếm, hôm nay liền chấp trưởng vạn kiếm đế cung. Như muốn động ta vạn kiếm đế cung, ta không ngại và các ngươi những thứ này cái gọi là thế lực cao cấp khai chiến. Băng kiếm tiên tôn cả người bóng người trực tiếp xông tới, ở hắn đi tới các thế lực lớn trước mặt thời điểm. Trong tay hàn băng kiếm, trong nháy mắt nâng lên. Hàn băng kiếm ngẩng ngay tức thì, một đạo cực hạn kiếm quang bỗng nhiên rơi xuống. Oanh! Một kiếm hạ xuống, tinh khiếu cảnh và phong môn cảnh tiền kỳ cường giả trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Hóa là bụi bặm. Thấy một màn này, vạn kiếm đế cung mỗi một người nhiệt huyết sôi trào. Như thực lực này, đủ để bảo vệ vạn kiếm đế cung. Được cứu rồi. Các thế lực lớn cường giả. Điên cuồng lui về phía sau, băng kiếm tiên tôn một người sừng sững ở trong hư không. Một người đủ ngăn cản thiên quân vạn mã. Các thế lực lớn võ giả, sắc mặt trở nên khó coi, băng kiếm tiên tôn lưu động hơi thở, chân thực quá mức khủng bố. Bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Thậm chí liền một kiếm cũng không đỡ được. Cút hoặc là chết. Điều động phong môn hậu kỳ liền mưu toan bắt lại vạn kiếm đế cung, buồn cười. Băng kiếm tiên tôn trực tiếp vừa mở miệng, một câu nói quyết định các thế lực lớn sống chết. Hồn điện và bách tiên vương cung cường giả, liếc nhìn nhau, cả người sắc mặt dị thường khó khăn xem. Rút lui. Nửa bước thái hư thực lực, đã không phải là bọn họ có thể ngăn cản, bây giờ vạn kiếm đế cung, có cường giả đứng đầu trở về, bọn họ muốn động vạn kiếm đế cung đã không phải là như vậy dễ dàng. Như lại tiếp tục tấn công vạn kiếm đế cung. Chẳng qua là tự tìm cái chết. Các thế lực lớn, hôi đầu hôi kiểm rời đi, không có biện pháp, băng kiếm tiên tôn thực lực, bày ở nơi đó. Bọn họ một đám người xông tới, còn chưa đủ băng kiếm tiên tôn một người giết. Sau này còn muốn động vạn kiếm đế cung đã không phải là như vậy dễ dàng, bọn họ những người này tiếp tục động thủ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng mà ngay tại mọi người muốn lúc rời đi, một đạo ngàn trượng tường băng bỗng nhiên tạo thành. Chặn lại tất cả mọi người đường đi. Thánh Long gia tộc một vị phong môn tầng 7 thiên cường giả sắc mặt không đúng, nhìn về phía hư không băng kiếm tiên tôn nói, người đây là ý gì? Băng kiếm hai tay chắp sau lưng, trong mắt sát ý ngút trời, ta vạn kiếm đế cung căn cơ bị các ngươi phá hủy 7-8 phần. Đệ tử vô số tử thương. Nơi đây, há là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Muốn có thể đi, tất cả mọi người tại chỗ tự phế tu vi. Chặt đứt một cánh tay. Thô bảo. Không thể nghi ngờ. Đây cũng là băng kiếm thái độ. Hắn từ lúc trở lại, liền đại biểu vạn kiếm đế cung phản kháng bắt đầu. Hắn cố nhiên nửa bước thái hư, nhưng là vô tận năm tháng sông dài bên trong, hắn lĩnh ngộ một chiêu, có thể đối kháng thái hư cảnh. Nói lời này, có đầy đủ sức mạnh. Lời này vừa nói ra, Thánh Long gia tộc vị cường giả kia sắc mặt trắng bệch. Cực kỳ tức giận. Hắn giận mắt nhìn băng kiếm, ngươi đừng hòng. Nhưng mà lời nói còn không có rơi xuống, hắn xuất hiện trước mặt một đạo hư không vết rách. Trong vết rách, gió lạnh gào thét, thiên tuyết rơi hoa. Sau đó, sát ý phun trào.
cái đó Thánh Long gia tộc phong môn tầng 7 thiên lại tại chỗ hóa là một đạo xương máu. Tàn bạo hết sức, băng kiếm làm xong hết thảy các thứ này, tầm mắt quét qua mọi người, 3 giây, nếu không phải phế tu vi và tự đoạn một cánh tay người, hóa thành hư vô. 1, 2, làm ba còn chưa mở miệng, trên trận lại hóa là một phiến xương máu, vô số cánh tay biến dạng. Tu vi phế hết, băng kiếm dưới bóng mờ, bọn họ lựa chọn thỏa hiệp. Đây mới thật sự là sợ hãi. Bọn họ sau lưng cố nhiên đứng thái hư cảnh cường giả. Nhưng là, những cường giả này cũng không ở chỗ này. Phương này tròn vạn dặm, băng kiếm là chân chánh tôn. Ai có thể dung chuyển? Băng kiếm thấy một màn này, cánh tay vung lên. Tường băng hoàn toàn vỡ vụn. Tất cả cường giả chạy mất dạng. Hắn vậy giống như đến từ cửu thiên thanh âm vang lên, nói cho các ngươi người sau lưng. Ta vạn kiếm đế cung tùy thời hoan nghênh các ngươi tới khiêu chiến. Nhưng là, bước vào ta vạn kiếm đế cung, ta băng kiếm thánh vương chỉ cho phép người chết. Băng kiếm tiên tôn nửa bước thái hư, có tư cách tự phong thánh vương. Hắn phong thánh, liền phải nói cho linh võ đại lục, vạn kiếm đế cung quật khởi. Diệp thần thấy một màn này, nhiệt huyết sôi trào. Linh võ đại lục cuối cùng nói là thực lực. Băng kiếm thánh vương trở về, đủ để thay đổi cách cục. Bất quá vậy ba đại đứng đầu thế lực cũng không phải hiền lành, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Chỉ bất quá, lần này, vạn kiếm đế cung lại nữa bị động. Đột nhiên, Diệp thần cảm giác được cái gì, lấy ra một khối huyền nguyệt tông đưa tin ngọc bội. Ngọc bội bên trong đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm vội vàng. Sư đệ, cái này trải qua bao lâu, ngươi làm sao còn không trở về? Trần đạo sư đã tới huyền nguyệt tông mười mấy lần, đều ở đây hỏi ngươi lúc nào trở về, hôm nay là ngươi tiến vào thần hỏa học viện ngày cuối cùng. Thần hỏa học viện phía trên đã lên tiếng, ngày hôm nay ngươi như không xuất hiện nữa, tự gánh lấy hậu quả. Diệp thần ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới đã từng đáp ứng Trần Cửu sự việc. Lần này càn khôn sát phực trì hoãn quá lâu. Cũng nên đi ghi tên. Dù sao báo xong tên, mình cũng có thể tự do. Có một số việc cũng có thể xử lý. Trọng yếu hơn lúc đó, ban đầu ma đế ngủ say lúc giao phó, có như nhau khôi phục hắn thân phận thật sự đồ ở thần hỏa học viện. Hắn phải lấy tới. Hơn nữa, có một khối luân hồi huyền bia cũng ở đây thần hỏa học viện. Viêm bia hắn phải đạt được. Diệp thần không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía băng kiếm thánh vương. Chắp tay nói, sư tôn, ta phải rời đi một chuyến, Kỳ Lâm còn chưa tỉnh lại, xin sư tôn giúp ta chiếu cố mấy phần. Chờ ta đi báo xong tên, tự nhiên sẽ hồi vạn kiếm đế cung một chuyến. Băng kiếm thánh vương gật đầu một cái, cũng tốt, thần hỏa học viện có thần nước bóng dáng, nhưng lại không bị thần quốc nắm trong tay, người đi nơi nào, có lẽ càng có thể đến gần cái đó cục. Đi đi, nhớ, có bất kỳ cần, đều có thể tới vạn kiếm đế cung. Có ta băng kiếm thánh vương ở đây, không người nào dám động ngươi. Diệp thần trả lời một cái chữ tốt, bóng người liền biến mất ở vạn kiếm đế cung. Rất nhanh, Diệp thần đi tới huyền nguyệt tông. Trần Cửu đã ở trên phi thuyền chờ. Chỉ bất quá sắc mặt không tốt lắm. Hiển nhiên, đoạn này thời gian, Trần Cửu áp lực rất lớn. Diệp thần đi tới Trần Cửu trước mặt, chắp tay nói, Trần đạo sư, Trần thực thật xin lỗi. Ta bởi vì một ít chuyện tình trì hoãn. Trần Cửu vừa định tức giận mắng, đột nhiên phát hiện cái gì, trong mắt trợn to, người đột phá tạo hóa cảnh. Cái này, làm sao có thể? Còn có người khí tức trên người. Trong nháy mắt, Trần Cửu trên mặt khiếp sợ biến thành vui sướng, kích động nói, được được được. Vậy coi là không để cho ta uổng chờ. Thần hỏa học viện coi như trời sập xuống, ta cũng cho ngươi chĩa vào. Ha ha ha. Lần này là thật nhặt được bảo. Diệp thần vừa mới chuẩn bị rời đi, Tử Ngưng thanh âm liền đột nhiên vang lên, sư đệ. Diệp thần bước chân dừng lại, có chút không thôi nhìn Tử Ngưng và bên cạnh Mạnh Hành Vân nói, tím sư tỷ, Mạnh sư huynh, ta đi. Tử Ngưng nhìn Diệp thần, mắt đẹp chớp động, cũng không biết làm sao được, đầu óc nóng lên, lại đột nhiên vọt tới Diệp thần trước mặt, ôm thật chặt lấy Diệp thần. Cái này đột phát tình trạng. Để cho Diệp thần không khỏi được ngẩn ngơ, cho dù lấy hắn bây giờ thần hồn mạnh mẽ, lại có máu thần gia trì, lúc này chợt bị Tử Ngưng ôm lấy,
nghe chóp mũi tràn ngập cô gái thể thơm, lại mơ hồ, có chút không cầm được. Nhất là Tử Ngưng trước người gợn sóng vĩ đại, người đàn ông bình thường cũng ổn định không được à. Sư tỷ, Diệp Thần không khỏi được kêu một tiếng. Tử Ngưng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng buông lỏng Diệp Thần, mặt đầy, đều là mắc cỡ đỏ bừng vẻ. Diệp Thần hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu là lại bị Tử Ngưng ôm vào đi, nói không chừng, hắn đều phải thất thố. Tử Ngưng có chút cà lăm nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, chỉ là và ngươi nói tạm biệt mà thôi, không ý tứ gì khác. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, sư tỷ, bảo trọng. Hắn ngoài miệng mặc dù không có nói gì nhiều, trong lòng, nhưng không khỏi có chút lửa nóng, Tử Ngưng giống như thiếu nữ giống vậy thần thái, cùng với vậy vô cùng vì trở thành quen thuộc chí mạng vóc người cùng mị hoặc tận xương xinh đẹp, hình thành tương phản, thật là đủ để cho bất kỳ một người nào người đàn ông điên cuồng. Diệp Thần bình phục một chút tâm thần, leo lên trần cửu phi thuyền run lên, lấy tốc độ cực nhanh, hướng xa xa bay đi. Tử Ngưng ngưng mắt nhìn vậy phi thuyền biến mất ở chân trời, trong lòng, lại chẳng biết tại sao, có một loại buồn bã mất mát cảm giác. Phi thuyền bên trên, Diệp Thần đối với Trần Cửu hỏi, Trần Đạo Sư, chúng ta, cứ như vậy trực tiếp bay đi học viện sao? Trần Cửu nhìn một cái Diệp Thần nói, dĩ nhiên không phải, như thế bay, bất luận làm sao bay, vậy không đến được học viện, hơn nữa, cho dù ngươi là thần hỏa học viện học sinh, cũng không khả năng đem học viện vị trí, tùy ý bại lộ cho ngươi. Chúng ta sẽ đi một nơi bí mật truyền tống trận pháp, do ta tới dự tính tọa độ, trực tiếp truyền đưa qua. Một ngày sau, Diệp Thần cùng Trần Cửu, liền đi tới một chỗ bí ẩn truyền tống trận pháp, Trần Cửu lấy lệnh bài mở trận pháp, dự tính tọa độ, tiếp theo, Diệp Thần cùng Trần Cửu, liền ở một hồi ánh sáng bao phủ hạ, hoàn toàn biến mất. Diệp Thần trong đầu một hồi choáng váng, lần nữa mở mắt ra lúc đó, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt, rung động. Đầu tiên, là lớn. Lớn vô cùng. Lúc này, Diệp Thần và Trần Cửu đứng ở thần hỏa học viện cửa trường ra trên bầu trời. Chỉ là cái này cửa trường, sợ rằng, liền có chừng hơn ngàn mét cao chứ. Hơn nữa, đúng ngôi học viện, cũng bao phủ ở một tầng nửa trong suốt màn sáng bên trong, cái này nửa trong suốt màn sáng, cho dù ở trên không trung, cũng một mắt không cách nào thấy cuối, chiếm diện tích, vô cùng bát ngát. Kinh người hơn chính là, cho dù đứng ở nơi này ngoài học viện, Diệp Thần cũng có thể cảm giác được, chút nào không thua gì Huyền Nguyệt Tông linh mạch linh khí độ dày. Ở Trần Cửu dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần đi vào thần hỏa học viện bên trong, vừa đi, Trần Cửu vừa hướng Diệp Thần nói. Một hồi, ta sẽ mang ngươi đi giáo vụ chỗ, làm chính thức thủ tục nhập học, hoàn thành sau này, sẽ cho ngươi phân phối nhà trọ, thần hỏa đại học viện bên trong, có rất nhiều bất đồng chương trình học, ngươi có thể tự do lựa chọn. Rất nhanh, hai người liền đi tới thần hỏa đại học viện giáo vụ chỗ, Diệp Thần làm xong thủ tục nhập học sau đó, liền cầm phân phối đến Ngọc Phù, đi nhà trọ chỗ ở vị trí đi. Mà ở Diệp Thần trước khi rời đi, Trần Cửu đột nhiên đối với Diệp Thần cười nói, Diệp Thần, hồi nhà trọ sau khi sắp xếp xong, ngươi có thể đi trước phòng ăn xem, chúng ta thần hỏa đại học viện món ăn ngon, nhưng mà chút nào không thể so với linh võ đại lục cao cấp tử lầu tới được kém, tất cả loại linh tài, thịt yêu thú, cái gì cần có đều có. Diệp Thần gật đầu cười nói, đa tạ Trần Đạo Sư nhắc nhở. Diệp Thần ở trên đường, thấy thần hỏa đại học viện bên trong đi lại thầy trò, lần nữa hơi khiếp sợ, học viện bên trong học sinh không nhiều, bởi vì thần hỏa đại học viện tính chất, học sinh, sẽ không rất nhiều, mà đạo sư, cũng sẽ không đến 50 vị. Nhưng là, đừng xem nhẹ cái này 50 đạo điển nổi tiếng sư. Những thứ này đạo sư, tu vi thấp nhất, cũng là phong môn cảnh tu sĩ. Phần lớn ở phong môn cảnh hậu kỳ cũng hoặc là đỉnh cấp. Thậm chí còn có đạo sư ở thái hư cảnh. Cố nhiên không tính là quá nhiều, nhưng vậy đủ để kinh người. Cái này mấy chục đạo điển nổi tiếng sư, liên hiệp chung một chỗ, là một cổ khổng lồ cỡ nào lực lượng à. Có thể tưởng tượng được, thần hỏa đại học viện sư tư, có kinh khủng dường nào. Mà thần hỏa đại học viện bản thân, chính là một cổ tuyệt không kém gì đứng đầu thế lực, thậm chí siêu đứng đầu thế lực mạnh mẽ tồn tại. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, những thứ này phong môn cảnh tu sĩ, còn không phải là giống vậy phong môn cường giả. Muốn trở thành thần hỏa đại học viện đạo sư,
cũng không phải là chỉ có tu vi là đủ rồi, phải, còn phải có chuyên thiện lãnh vực. Nói cách khác, những thứ này phong môn cường giả, ở bọn họ nơi tinh thông lãnh vực bên trong, thậm chí còn vượt xa giống vậy phong môn đỉnh cấp tồn tại, cũng là đại sư chân chánh. Đây cũng không phải là cái nào thế lực lớn, có thể tùy tiện làm được chuyện. Có lẽ, đứng đầu thế lực bên trong, có một hai, ở nào đó phương diện đặc biệt vượt trội phong môn cường giả. Nhưng là, muốn gom đủ như thế nhiều, có ở đây không cùng lãnh vực bên trên, nổi tiếng phong môn cường giả, có khó khăn bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Cũng chỉ có Linh Võ Đại Lục Thần Hỏa Học Viện, mới có thể có thủ bút lớn như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 99.